Hồi 196, vì khâm sai từ biệt mẫu thân, vì tiểu bảo tưởng người ta cũng như mình, nên cho việc giả văn thơ rất khó khăn. Nhưng cố viêm võ, cha y hoàng, lữ liêu lương đều là những danh sĩ đương thời, cầm bút viết thơ dễ dàng chẳng khác gì gieo thỏ lò, đánh bài cầu, nói một cách khác chỉ như người ăn cơm bữa, chẳng có chi đáng kể. Cha y hoàng cầm bút toan viết thơ, bỗng cất tiếng hỏi, không hiểu ngoại hiệu của tên cầu quan Ngô Chi Vinh là gì. Ngô Tam Quế viết thơ cho hắn mà dùng ngoại hiệu càng tỏ ra thân thiết. Vì tiểu bảo nhìn cao ngạn siêu nói, cao đại ca, xin đại ca đi hỏi tên cầu quan đó dùng cho. Cao ngạn siêu liền xuống đông sảnh hỏi rồi chạy về vừa cười vừa nói, tên cầu quan đó ngoại hiệu là Hiền Dương. Hắn hỏi thuộc hạ lấy ngoại hiệu của hắn làm chi? Thuộc hạ bảo hắn là không sai đại nhân muốn viết thơ về chiều cho ba vị thượng thư bộ lễ bộ lại và bộ hình để ca ngợi công lao của hắn một cách tường tận. Tên cầu quan đó sướng quá há hốc miệng ra mà cười, cơ hồ không ngậm lại được nữa. Hắn còn thường cho thuộc hạ mười lạng bạc, cao ngạn siêu nói rồi cầm đĩnh bạc liệng đi. Quần hùng cười ồ, cha y hoàng chỉ mua bút một lúc là xong. Tiên sinh trao thơ cho cố viêm võ hỏi, đinh lâm huynh, huynh đài thử coi xem đã được chưa? Cố viêm võ đón lấy thư, lữ lưu lương cũng ngó coi cả hai vị đồng thanh đáp hay lắm thật là tuyệt hảo lữ liêu lương cười nói tiếp câu ngờ đâu đức thái tổ cao hoàng đế của chúng ta lúc ban đầu xưng là ngô quốc lại ứng vào tên họ của chú cháu ta sau ba trăm năm một chữ ngô này đủ buộc chết chúng rồi có muốn cãi cũng không được nữa cố viêm võ vừa cười vừa giải thích thêm còn hai câu dục trảm bạch xà nhi phú đại phong nguyện ngô điệt thủ thành ý chi tước thì lấy ý ở trong câu dục đồ sơn khai binh chi vĩ nghiệp, phi thanh điền tiên sinh vận trù bất vi công, của lục kỳ huynh mà phô diễn bằng lời văn khác. Cha y hoàng cười đáp đúng thế, tiểu đệ cứ theo đường cũ mà phô diễn, quần hùng trong thiên địa hội ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu ba nhà văn nói chuyện trên trời dưới đất gì. Cố viêm võ thấy mọi người ngơ ngác liền giải thích, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Trương khởi sự lúc ban đầu tự xưng là Ngô Quốc Công, sau lại xưng là Ngô Vương chữ Ngô, chúng vào tên họ của Ngô Tam Quế và Ngô Chi Vinh. Còn Trảm Bạch Xà, Nhi Phú Đại Phong, là sự tích hán liêu bang chén rắn cắn khởi nghĩa. Sau hết, Di Hạ Nạp Lý, là sự tích trương lương lượng dày dưới gầm cầu rồi được tiên nhân cho quyền thiên thư. Chu Nguyên Trương khởi nghĩa ở hào thượng đóng đô, ứng thiên, phong tước cho liêu bá ôn làm thành ý bá. Vì tiểu bảo vỗ tay khen, lá thơ này còn hay hơn cả ngô lục kỳ đại ca có điều ngô tam quế lên làm hoàng đế mà đem so hắn với hán cao tổ và chu nguyên trương là để cao hắn thái quá cố viêm võ cười nói đây là ngô tam quế tự tâng bốc mình chứ không phải cha tiên sinh tâng bốc hắn vì tiểu bảo cười đáp phải rồi phải rồi tiểu đệ quên mất đây là thờ của ngô tam quế viết ra cha y hoàng hỏi cuối thơ thư danh thế nào cho phải cố viêm võ đáp bất luận ai coi phong thơ này cũng hiểu là lời lẽ của ngô tam quế vậy thư danh một cách hàm hồ càng tỏ ra chân thực tưởng lấy ngay bốn chữ, thúc tây thủ chát cũng được tiên sinh nhìn tiền lão bản nối tiếp tiền huynh bốn chữ này xin tiền huynh viết vào dùng vì chữ viết của thư sinh như bọn tại hạ không giống nét bút của nhà võ tiền lão bản cầm bút rụt rè viết chữ vào rồi bẽn lẽn nói bốn chữ này siêu vẹo coi chán quá cố viêm võ nói ngô tam quế là võ tướng thơ của hắn sai thơ ký viết cho còn bốn chữ thư danh không vào kiểu cách nào, nhưng gần quốc thế này mới đúng là chữ của con nhà võ. Cha Y Hoàng lại lấy bao thơ đề hàng chữ, thân gửi Dương Châu Chi phủ lão gia nhã giám, tiên sinh đút thơ vào bao trao cho vi tiểu bảo rồi mỉm cười nói, ngụy tạo thơ tín, không khỏi tổn thương âm đức mà chẳng phải hành vi của bậc chính nhân quân tử. Có điều phục hưng đại nghiệp là việc lớn, không nên câu nệ tiểu tiết vì tiểu bảo nghĩ thầm là một cái thơ giả để đối phó với tên cầu tặc ngô trí vinh thì có chi đáng kể đến khí tiết mấy ông nhà nho thật gàn hết chỗ nói gã thu lấy thơ rồi cất tiếng mời vụ này xong xuôi rồi chúng ta cùng nhau uống chung rượu gọi là tiếp phong ba vị tiên sinh cố viêm võ nói vì huynh đệ và lục kỳ huynh một bên văn một bên võ đều là trụ thạch trong công cuộc phục hương minh thất đặng cao mật quách phần dương cũng chỉ như vậy mà thôi nếu chúng ta lật được tên lão tặc ngô tam quế tức là chặt một cánh tay của bọn khát đát đó vì huynh đệ chung rượu này chờ sau khi đại công cáo thành sẽ uống bây giờ bọn tại hạ ba người hãy xin cáo biệt kẻo ở đây lâu có thể tiết lộ phong ti sns làm hư đại sư. vì tiểu bảo tuy trong lòng rất kính trọng bọn cố viêm võ nhưng ba vị này là danh sĩ chuyên nhai văn nhấm chữ nói câu nào cũng đầy điển cố mà phải tiếp chuyện họ lâu cảm thấy có điều câu thúc không được tự do. Gã nghe bọn họ cáo từ bất giác mừng thầm quá sự mong đợi. Gã lẩm bẩm ba vị lão tiên sinh này nhất định không thích đánh bạc, mà có ngó thấy các cô gái đẹp như tiên sa trong kỹ viện cũng hồn bay phách tán. Mình có lỡ miệng tuôn ra một câu, con mẹ nó, tất các vị phải trợn mắt phờ dâu. Các vị bỏ đi là phước cho mình. Gã lấy ra một tập ngân phiếu chia tặng cho mỗi vị ba ngàn lạng bạc để làm tiền lộ phí gã lại sai từ thiên xuyên và cao ngạn siêu hộ tống khách ra ngoài thành cố viêm võ cha y hoàng lữ lưu lương đi khỏi rồi vì tiểu bảo khoan khoái nghĩ bụng ở triều đình những người làm quan văn đều là tay giỏi chữ nghĩa nhưng chẳng có việc gì thích thú mấy quan lớn ở dương châu như tổng đốc tuần phủ coi bộ còn đỡ hơn bọn cố tiên sinh cha tiên sinh lữ tiên sinh nếu bàn đến chuyện kết giao bằng hữu tưởng chơi với tên cầu quan ngô chi vinh lại hay hơn cố tiên sinh vì tiểu bảo còn đang ngẫm nghĩ bỗng thấy thân binh vào bẩm có quan tổng đốc và quan tuần phủ đến xin ra mắt vì tiểu bảo liền ra sảnh đường tiếp khách gã thấy vẻ mặt hai người rất nghiêm trọng không khỏi hồi hộp trong lòng chủ khách hành lễ an tỏa rồi viên tổng đốc lấy trong tay áo ra một đạo công văn cầm hai tay đứng dậy dâng lên nói thưa khâm sai đại nhân xảy ra việc lớn rồi vì tiểu bảo đón lấy công văn đưa cho tuần phủ nói, tiểu đệ không biết mấy về văn tử, xin lão huynh đọc dùm cho. Viên tuần phủ đáp, dạ, y mở công văn ra nhưng đã hiểu nội dung rồi, liền nói ngay, thưa đại nhân, bộ binh ở trong kinh đưa văn thư đến các cấp báo phải cho đại nhân biết ngay là tên nghịch tặc ngô tam quế đã giấy binh tạo phản. Vì tiểu bảo nghe nói cả mừng, gã không nhịn được vừa nhảy lên như con choi choi, vừa la, còn mẹ nó lão tiểu tử này quả nhiên khởi sự rồi. Tổng đốc và tuần phủ ngơ ngác nhìn nhau. Hai người tuy đã biết vị khâm sai đại nhân này được Đức Hoàng đế rất sùng ái và gã là kẻ bất học võ thuật. Nhưng gã nghe tin Ngô Tam Quế tạo phản là một việc động trời mà sao gã lại mừng như điên thì thật là một chuyện không ai hiểu được gã có dụng ý gì. Vì tiểu bảo thấy Tổng đốc và tuần phủ vẻ mặt ngơ ngác, liền cười nói, Hoàng thượng thần cơ diệu toán đã tiên liệu vụ này rồi. Hai vị bất tất phải hoang mang binh Mã, Lương Thảo, súng ống thuyền bè của nhà vua đã chuẩn bị đâu vào đấy. Lão tiểu tử Ngô Tam Quế không động thủ thì thôi, hắn mà tạo phản thì nhất định chúng ta bắt cho bằng được trần viên viên của hắn. Tổng đốc và tuần phủ nghe vi tiểu bảo nói ba hoa chẳng đâu vào đâu, nhưng biết hoàng đế đã chuẩn bị đầy đủ cũng yên tâm được một phần, nên biết Ngô Tam Quế là một tuy giỏi nghề dùng binh, dưới trướng toàn những binh cường mã trắng, nổi danh thiên hạ từ lâu. Các quan nghe tin hắn giấy binh tạo phản, chẳng ai là không kinh hồn bạt vía, chỉ lo cho cái mũ cánh chuồn đội trên đầu khó bề giữ vững. Vì tiểu bảo lại nói tiếp chỉ còn một điều rất kỳ quái. Hai người hỏi ngay, xin đại nhân cho biết tường tận được chăng? Vì tiểu bảo liền hỏi, hai vị vừa mới được tin này phải không? Tổng đốc đáp, thưa phải, ti chức vừa tiếp được công văn minh bộ gửi đến lập tức cùng phủ đài đến hành viên báo cáo với đại nhân. Vì tiểu bảo hỏi, chưa tiết lộ ra ngoài thật chứ? hai người đồng thanh đáp, đây là quân quốc đại sự há phải tâm thương, bọn ti trước khi nào dám tiết lộ, phải chạy đến ngay trình đại nhân định đoạt. Vì tiểu bảo hỏi, thế mà viên chi phủ ở Dương Châu sao đã biết rồi? Vụ này thật là cổ quái, Tổng đốc và Tuần Phủ đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng lộ vẻ kinh hãi. Tổng đốc nói, không hiểu ngô chi phủ đã nói gì, xin đại nhân cho biết. Vì tiểu bảo đã y vừa úp quốc mở mở đến đây cho tiểu đệ hay là phương Tây Nam sắp xảy chuyện lớn. Có người muốn làm chu Nguyên Trương, còn hắn cũng muốn làm Lưu Bá Ôn. Hắn khuyên tiểu đệ nên biết thời vụ và bắt hai vị tức khắc. Tiểu đệ chẳng nhiều chu Nguyên Trương, Lưu Bá Ôn là những nhân vật như thế nào. Thấy hắn nói càn nói bậy, tiểu đệ toan trách mạ hắn, thì hai vị tới đây. Tổng đốc và tuần phủ giạt minh kinh hãi sắc mặt tái mét tổng đốc là người tâm cơ rất tầm thường viên tuần phủ có tài ứng biến liền nói ngô phủ tôn mà nói vậy là có ý xúi dục đại nhân tạo phản hắn không muốn giữ vững cái đầu nữa rồi vì tiểu bào hỏi tiểu đệ không hiểu hắn có chủ ý gì muốn hỏi cho minh bạch thì hắn nói rất văn hoa những gì tiên sinh phát hậu phát tại hạ liền hỏi hắn lão gia nhỏ tuổi mà đã làm nên quan lớn vẫn chưa đáng kể là tiên phát hay sao Tổng đốc và Tuần Phủ đều nghĩ bụng những từ ngữ tiên phát, hậu phát mà Ngô Chi Phủ nói đó là tiên phát chế nhân hậu phát chế ư nhân, nghĩa là phát động trước thì kiềm chế được người, nếu phát động sau tất bị người kiềm chế. Khâm sai đại nhân ít học vấn lại hiểu chữ phát, nghĩa là phát đạt, hai người đều là tay lão luyện, tuy nghĩ vậy mà không nói ra. Sự thực thành ngữ tiên phát chế nhân, vì tiểu bào đã được nghe thầy đồ nhắc tới không biết bao nhiêu lần có điều gã giả vờ ngây ngô, ngớ ngẩn mà thôi. Tuần phủ hỏi, ngô chi phủ thật là lớn mật, không hiểu y còn ở đây chăng? Vì tiểu bảo đã y còn ở đây chờ thương nghị kế hoạch với tiểu đệ. Hừ, y bất quá là một viên chi phủ nhỏ mọn thì có kế hoạch gì đáng thương nghị với tiểu đệ? Đánh dẹp ngô tam quế là một việc lớn, tiểu đệ chỉ có thể xin bàn với hai vị, chẳng khi nào lại đi nghe luận điệu ba hoa của một tên chi phủ. Tuần phủ nói, dạ dạ. Tì chức muốn thỉnh cầu đại nhân cho kêu chi phủ ra đây để hỏi hắn mấy câu được chăng? Vì tiểu bảo đáp nếu vậy càng hay, gã quay lại bảo thân binh đi mời ngô chi phủ. Ngô chi vinh lên nhà đại sảnh thấy tổng đốc, tuần phủ ngồi cả đó, không khỏi giật mình. Gã vừa mừng vừa lo, mừng ở chỗ khâm sai đại thần coi những điều mật báo của hắn là quan trọng phải triệu tổng đốc, tuần phủ đến để cùng nhau thương nghị đại sư hắn lo vì tin tức này tiết lộ thì Tổng đốc và Tuần Phủ thế nào cũng chia sớt mất một phần đại công của hắn Ngô Chi Vinh tiến lên đưa lời thỉnh an, làm lễ tham kiến rồi thòng tay đứng thị lập một bên. Vì tiểu bảo cười nói, mời Ngô Phủ tôn an tỏa, Ngô Chi Vinh đã giả dạ, giả, dạ, đa tạ đại nhân, hắn ghé đít khép nép ngồi xuống cạnh ghế. Vì tiểu bảo nói, Ngô Chi Phủ, Chi Phủ có việc lớn đến đây thương nghị với huynh đệ. Phủ tôn đã dặn đi dặn lại huynh đệ nên kín chuyện đừng để Tổng đốc Đại Nhân, Tuần Phủ Đại Nhân hay biết. Nhưng huynh đệ nhận thấy vụ này trọng đại vô cùng, cần mời hai vị đại nhân đến bản định, xin phủ tôn miễn trách. Ngô Chi Vinh cực kỳ bẽn lẽn, vội đứng vậy nhìn vi tiểu bảo và tổng đốc, tuần phủ thỉnh an lần nữa rồi cười nói. Ti chức thật là lớn mật, xin ba vị đại nhân đại lượng xét soi vụ này, vụ này. Hắn định tìm lời che lấp, nhưng vi tiểu bảo đã nói huyệt tuệt rồi, hắn có nói gì cũng không bưng bít được nữa thành ra ấp úng nói không thốt nên lời. Tổng đốc và tuần phủ tức giận Ngô Chi Vinh là thuộc hạ mà dám qua mặt, sắc diện hai vị đã khó coi càng khó coi hơn. Vì tiểu bảo mỉm cười nói, nguồn tin của Ngô Chi Phủ rất đỗi linh thông. Đại nhân bảo ở Tây Phương Tây Nam có một vị võ tướng trong tay nắm giữ binh quyền trọng đại, chỉ nội nhật ngày hôm nay giấy binh tạo phản. Vụ này xảy ra thật là khôn đốn, có thể làm chấn động thiên hạ đến mức hoàng thượng ở chốn Long Đình còn không ngồi yên được thì cái đầu chúng ta không chừng sẽ bị rớt hết. Phải vậy chăng, Ngô Chi Vinh đáp: giả, dạ. nhưng ba vị đại nhân hồng phúc tây trời, việc gì cũng phùng hung hóa cát, tai nạn trở nên điềm lành, nhất định chẳng có điều chi đáng ngại. Vì tiểu bảo nói đó là nhờ hồng phúc của Ngô Đại Nhân, Ngô Đại Nhân ơi, vị võ tương đó đồng tôn với đại nhân và cùng ở họ Ngô phải không? Ngô Chi Vinh đáp, dạ y cùng tôn tộc với ti chức. Vì tiểu bảo cướp lời, phong thơ của tên võ tướng mà đại nhân lấy được chính là bút tích của y viết ra. Nhất định không phải chuyện giả mạo chứ. Ngô Chi Vinh đã cái đó đúng cả trăm phần trăm nhất quyết không giả dối được. Vì tiểu bảo gật đầu nói, trong bức thơ đó tuy không nói đến việc khởi binh, chỉ nắc tới chuyện Chu Nguyên Trương, Lưu Bá ôn gì gì, tiểu đệ không đọc được sách, chẳng hiểu ý tứ trong thơ nói sao. Ngô Đại Nhân đã giải thích tường tận và yêu cầu huynh đệ hành động lập tức. Đại Nhân còn nói đây là cơ hội ngàn năm một thừa, một trường phú quý nhất định lọt vào tay. Huynh đệ có thể được phong vương, mà Ngô Đại Nhân cũng được phong tước bá. Có đúng thế không, Ngô Chi Vinh đã ý kiến thô thiền của ti chức là như vậy. Đại Nhân đoán việc cao thâm gấp trăm ti chức chắc đã biết rõ. Còn những lời viết trong thơ quả đúng như vậy vì tiểu bảo rút trong áo ra phong thơ của ngô lục kỳ bước tới trước mặt ngô chi vinh quay lưng về phía tổng đốc tuần phủ để che khuất lá thơ rồi hỏi phong thơ này phải không đại nhân coi cho rõ chớ để lầm lộn ngô chi vinh đáp dạ dạ đúng phong thơ này quyết không lầm được vì tiểu bảo nói hay lắm gã cất thơ vào trong tay áo trở về ghế ngồi nói ngô chi phủ xin đại nhân hãy lui ra để huynh đệ thương nghị cùng hai vị đại nhân đây xem chừng công danh phú quý của ba chúng ta hoàn toàn trông cậy vào ngô đại nhân ha ha gã nói rồi nổi lên chàng cười ha hả ngô chi vinh trong lòng cao hứng vẻ đắc ý lộ ra ngoài mặt hắn nhìn ba người thỉnh an nói ti chức hoàn toàn trông cậy vào sự tài bồi của ba vị đại nhân rồi như mình khép nép rút lui vì tiểu bảo chờ ngô chi vinh ra đến cửa mới hỏi ngô đại nhân biệt hiệu của đại nhân là gì ngô chi vinh đáp không dám ti chức tên là chi vinh tiểu tự là lệnh dự, biệt hiệu là hiền dương. Vi tiểu bảo gật đầu nói, vậy là đúng rồi. Lúc Vi tiểu bảo gạn hỏi Ngô Chi Vinh, Tổng đốc và Tuần Phủ đã tức giận vô cùng. Nhưng theo lề luật quan trường thì khi thượng quan đang nói, kẻ thuộc hạ không dám xen vào. Tổng đốc vốn tính nóng nảy toàn trách mắng Ngô Chi Vinh, thì Vi tiểu bảo đã bảo hắn lui ra. Bất giác chán hắn nổi gân xanh, mặt đỏ bừng lên. Vì tiểu bảo lấy phong thơ giả của cha y hoàng viết ở trong tay áo bên trái ra, nói, hai vị hãy coi bức thơ này, thằng cha Ngô Chi Vinh bảo là một tin ghê gớm lắm. Tiểu đệ chưa đọc qua, chẳng hiểu những lời hắn nói chân hay giả. Tổng đốc đón lấy thơ thấy ngoài phong bì đề, thân gửi Dương Châu Phủ Chi Phủ lão ra khai khán, lão rút lá thơ bên trong ra cùng tuần phủ xem xét, thấy màu đầu ngay bốn chữ, hiền dương hiền diệt, hai người càng coi xuống càng tức giận tổng đốc chưa coi hết lá thơ đã vô án la tên chó má này thật là lớn mật ta phải chém hắn một đao cho rồi đời tuần phủ tinh tế hơn y thấy chuyện ngô chi vinh dám cả gan công nhiên khuyên cáo thượng quan tạo phản thật có điều không hợp lý nhưng vừa rồi vi tiểu bảo chất vấn ngô Chí vinh y đã nghe rõ hai bên đối đáp thì vụ này chẳng còn điều chi hoài nghi nữa và hôm trước các quan thưởng hoa thược dược ở trước chùa thiên trí ngô chi vinh đã nói ra miệng ngô tam quế là chú họ hắn y cho rằng Ngô Chi Vinh nắm chắc cuộc tạo phản của Ngô Tam Quế sẽ thành công, nên hắn cao hứng đến độ quên hết mọi sự về lề luật và hành động táo bạo không còn uy kỹ gì nữa. Vì tiểu bảo nói, phòng thư này phải chăng đúng là Ngô Tam Quế viết ra. Tổng đốc đáp, tên chó má kia đã quả quyết đúng cả trăm phần trăm thì còn chật thế nào được, vì tiểu bảo lại hỏi, bức thơ này là một thiên đại luân trường giang, không hiểu viết những gì. Tiểu đệ phiền hai vị giải thích cho nghe. Tuần Phủ liền giải thích từng câu, trảm bạch xài nhi phú trường nông, nạp chi hạ chi lý, phấn đào thương nhi đô ứng thiên, thủ thành ý chi tức, gì gì, ý nghĩa làm sao, điển cố thế nào, bất nhất giảng giải minh bạch. Tổng đốc nói thêm nguyên một câu, ngã thay tổ cao hoàng đế chủ xưng ngô quốc, là đủ khiến cho hắn phải chu di tam tộc. Tuần Phủ gật đầu nói, việc tên nghịch tặc họ ngô khởi sự nghe nói hắn đã dùng lời hiệu triệu của chu tam thái tử nào đó, tuyên bố là khôi phục nhà Minh. Ba người đang nghị luận, bỗng nghe báo có ngự tiền thị vệ từ Đông Kinh đưa thánh chỉ tới. Vì tiểu bảo cùng tổng đốc, tuần phủ lật đật quỳ xuống nghênh tiếp thánh chỉ. Đây là chỉ dụ của vua Khang Hy tuyên triệu vi tiểu bảo phải cấp tốc hồi kinh đồng thời là sắc lệnh giao công việc kiến tạo trung liệt từ ở Dương Châu cho độ tránh ti tỉnh Giang Tô Biện Lý vì tiểu bảo cả mừng nghĩ bụng tiểu hoàng đế khởi binh đánh dẹp ngô tam quế mà phái ta làm đại nguyên soái thì oai phong biết mấy tổng đốc và tuần phủ nghe giọng văn trong thượng dụ thì hiển nhiên hoàng đế triệu vi tiểu bảo hồi kinh là để giao trọng nhiệm cho gã liền ngỏ lời chúc hạ công hỉ gã ra quan tấn tước vì tiểu bảo cười nói khi tiểu đệ bái kiến hoàng thượng dĩ nhiên sẽ ca ngợi công cuộc trọng đại của nhị vị có điều nhị vị làm quan đặc sắc ở điểm nào nói ra lại xấu hổ tiểu đệ thật chưa hiểu rõ lắm. Vậy xin nhị vị nói cho tài hạ nghe, để liệu bề đấu đối. Tổng đốc và tuần phủ mừng rỡ khôn xiết, chắp tay cảm tạ. Tổng đốc liền khoa trương thành tích của tổng đốc, nào là cố sức tìm hiểu tính tình của nhà vua để làm việc cho đắc lực, nào là chuyên cần chính sự, thương yêu bách tính, nào là tuyên giáo đức hóa của triều đình tới nhân dân. Thực ra 10 phần có đến 9 phần là giả dối tổng đốc thấy vi tiểu bảo chú ý lắng nghe lại gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình y sung sướng toét miệng ra mà cười không ngậm lại được tiếp theo tuần phủ cũng kể mấy thành tích đắc ý nhất của mình tuy nói một cách đơn giản mà công lao không phải tầm thường vì tiểu bảo nói những điều tuần phủ đại nhân nói đây tiểu đệ đều ghi nhớ cả rồi tưởng chúng ta nên thêm vào một công cuộc to lớn nữa là việc ngô tặc tạo phản làm cho đức hoàng thượng thống hận đến cùng cực Ngoài ra Ngô Chi Vinh Toan làm nội ứng cho lão có ý hiệu triệu văn võ quan viên toàn tỉnh Giang Tô theo chúng phản nghịch. May mà ba chúng ta tra xét ra được, vụ này tâu lên thì việc phong thưởng chúng ta không chạy đâu mất được. Sáng mai tiểu đệ thượng lộ về kinh, xin hai vị viết bản tâu đi. Tổng đốc và tuần phủ đồng thanh đáp đây là đại công của vi đại nhân, bọn ti chức không dám xen lấn vào. Vì tiểu bảo nói nhị vị bất tất phải khách sáo vụ này kể như công lao của cả ba người chúng ta. Tổng đốc và tuần phủ lại tạ ơn lần nữa rồi mới cáo từ lui ra. Vì tiểu bảo kêu bọn từ thiên xuyên cột Ngô Chi Vinh lại, nhét rẻ vào miệng hắn khiến hắn không nói được. Ngô Chi Vinh trong lòng rất lấy làm kỳ, hắn vừa lo sợ vừa kinh ngạc không biết thế nào mà kể. Vì tiểu bảo sai thân binh đến lệ xuân viện đón mẫu thân tới. Gã cải trang làm thường dân cùng mẫu thân tương kiến. Vì Xuân Phương không biết con mình đã làm quan to, bà cho là gã cờ gian bạc lận được một món tiền lớn. Bà nghe gã nói muốn đón mình về Bắc Kinh An hưởng phú quý, liền lắc đầu đáp tiền cờ bạc này được mai thua. Ta theo ngươi đến Bắc Kinh rồi ngươi thua hết sạch sành xanh, có khi phải đem bán lão nương vào nhà chưa cũng chưa biết chừng. Lão nương làm ăn ở Dương Châu đã quen rồi và dễ chịu hơn. Bây giờ lên Bắc Kinh nghe người ta nói tiếng trò trẻ theo lối quan thoại, lão nương khó mà hiểu được. Vì tiểu bảo cười nói, má má cứ yên trí đi, không phải lo lắng chi cả. Đến Bắc Kinh rồi má má được ăn sung mặc sướng, ăn toàn cao lương mỹ vị, mặc toàn theo lụa lượt là, lại có nha đầu, lỗ ẩu hầu hạ, chẳng phải là một việc gì. Tiền bạc của Hải Nhi hiện nay đánh bạc suốt đời cũng không thua hết. Vì Xuân Phương lắc đầu quầy quậy đáp n rồi ngồi không lại càng buồn chết người, còn kẻ hầu người hạ thì lão nương không có phúc phận để mà thừa hưởng lão nương đến Bắc Kinh thì chỉ không đầy ba ngày là muốn bỏ đi. Vì tiểu bảo đã biết tính nét mẫu thân, gã cũng nghĩ rằng nếu ăn rồi ngồi rú rú trong phòng viện rộng thanh thang quả là vô vị thật. Gã liền lấy ra một tập ngân phiếu cộng 5 vạn lạng bạc đưa cho mẫu thân, nói má má, má má dùng số tiền này để mua lại viện lệ xuân tự mình đúng làm chủ nhân. Gã dừng lại một chút rồi tiếp, Hải Nhi tìm mua thêm cho má má ba kỹ viện nữa để mở lệ hạ viện, lệ thu viện lệ đông viên. Thế mà hột năm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đều được phát tài. Vì xuân phương không ngoài bão chi lớn, bà cười đáp ta đi kêu người coi lại xem tập ngân phiếu này là chân hay giả đã. Nếu đúng của thật đổi được tiền thì lão nương mở một viện nho nhỏ cũng đủ thỏa mãn rồi. Còn muốn mở lớn thì chờ ngươi trưởng thành sẽ liệu. Vì tiểu bảo cười rồi đưa mẫu thân ra về. Vì xuân phương ra đến cửa, dừng bước lại khẽ hỏi tiểu bảo ngươi làm gì mà lắm tiền thế? Có phải ngươi đi ăn cắp của người ta không? Vì tiểu bảo lấy bốn hạt xúc sắc trong túi áo ra, miệng hô, mãn đường hồng, gã gieo bộ xúc sắc xuống bàn. Quả nhiên con nào cũng hướng mặt, tứ điểm, lên. Vì Xuân Phương mừng rỡ vô cùng. Bây giờ bà mới yên lòng cười nói, thằng láo cá này đã có bảnh lãnh về nghề bạc bịp thì không bao giờ thua hết tiền thật. Dứt lời bà thoăn thoát đi ngay lúc này các văn võ quan viên thành dương châu đã đứng sắp theo thứ tự ở ngoài sảnh đường để đón chờ khâm sai đại nhân người nào cũng đưa một phần lễ trọng để tiễn chân dương châu là đất bờ sôi ruộng mật ai đến làm quan ở đây cũng không mong thăng quan để khỏi phải chuyển đi nơi khác họ chỉ cần khâm sai đại nhân về tới bắc kinh nói mấy câu tử tế để được ở lại dương châu làm thêm mấy năm là trong lòng thỏa mãn lắm rồi tổng đốc và tuần phủ dĩ nhiên phần nghi trình càng long trọng hơn việc miễn lương tiền cho nhân dân phủ Dương Châu dĩ nhiên có phần khấu trừ cho những tay kinh doanh. Vì tiểu bảo không kịp tự mình biện sự, nhưng Tổng đốc, Tuần Phủ đã đem phần đáng được khấu trừ dâng lên một cách ổn thỏa. Vì tiểu bảo đem một số võ tướng cùng kẻ thân tùy, người nào cũng được dự phần lễ hậu. Viên Tuần Phủ đã viết xong tấu trương để vi tiểu bảo điện tâu hoàng đế. Trong bản tấu trương nói tỉ mỉ những công cuộc ngấm ngầm thám phỏng và công nhiên tra xét. Khâm Sai phải dấn thân vào nơi hiểm địa mới khám phá ra được những hành động của Ngô Tam Quế. Trong tấu chương còn khoa trương những mật mưu của Ngô Chi Vinh mà Tuần phủ và Tổng đốc đã phụ giúp và đáng được hưởng công lao đôi chút. Tuần phủ lại nói, nay Hoàng thượng hưng binh đánh dẹp nghịch tặc Ngô Tam Quế, đáng tiếc ti chức là văn quan, không thể ra trận giết giặc. Trong vòng 10 ngày ti chức sẽ áp giải lương thực đưa đến Hồ Nam để Hoàng thượng sử dụng. Vì tiểu bảo vui mừng đáp, đại quân chưa tới nơi đã sẵn sàng lương thảo là hay lắm. Các huynh lo nghĩ chu đáo như vậy, nhất định sẽ làm cho hoàng thượng được hài lòng. Hôm sau vi tiểu bảo cùng bọn tùy tùng và binh mã lên đường áp giải cả Ngô Chi Vinh và Mao Đông Châu rời khỏi Dương Châu trở về Bắc Kinh. Vì Đức Vua Ban Thượng Dụ tuyên triệu khẩn cấp, nên đoàn người ngựa không dám trần chờ ở dọc đường, bỏ mất cơ hội thâu lượm lễ vật trong hậu cùng của đốt. Trong khi đi đường, vì tiểu bảo được tin ngô tam quế khởi binh rồi đề đốc vân nam là trương quế trụ tuần phủ quý là tào thân cát đề đốc là lý bản thâm đều phụ giúp ngô tam quế tổng đốc vân quý là cam văn côn tự sát một hôm đi tới địa giới tỉnh sơn đông thì thấy chiếu văn của vua khang hy thống trách ngô tam quế địa phương quan sao bảng văn trình lên khâm sai đại thần vì tiểu bảo kêu sư ra đọc chiếu văn và giải thích sư gia liền đọc chiếu tên nghịch tặc ngô tam quế lâm vào bước đường cùng chạy đến quy thuận đức thế tổ trương hoàng đế nghĩ tình hắn tâm đầu hàng trao cho nắm giữ binh quyền lại phong vương tước hắn đã minh thệ buộc mình vào với sơn hà những tướng thuộc hạ của hắn cũng được phong quan đời đời hưởng lộc đức thế tổ đối với hắn như vậy tưởng là ơn đức tầy non ngô tam quế trọng trấn đất điền nam được triều đình dốc lòng tin cậy khi chấm lên ngôi lại đặc biệt thăng cho hắn làm thân vương coi chẳng khác kẻ tâm phúc, ủy thác giữ vững thành trì Lòng yêu ái đến thế là cùng cực, cổ kim hãn hiểu, vì tiểu bảo nghe đọc đạo ẩn chiếu này cùng những lời giải thích của gia sư, gã không ngớt lầm nhầm gật đầu nói, Đức Hoàng thượng đối đãi với tên phản tập này như vậy của là trọng hậu, tuyện không nói quá chút nào. Nhưng ta đây đối với Hoàng thượng dốc lòng hai chữ trung trinh mà mới được phong tước bá, từ tước bá lên đến thân vương còn cách một đoạn đường dài. Gia sư lại đọc tiếp, ai ngờ ngô tam quế tính nết kỳ khôi, đầy lòng man trá. Hắn được dùng ái, sinh ra kiêu ngạo, ngấm ngầm mưu đồ phản nghịch. Tháng 7 năm nay hắn thỉnh cầu di chuyển về nơi khác. Chấm tưởng rằng lời thỉnh cầu của hắn do lòng thành thực, lại nghĩ tới hắn tuổi già suy nhược mà thầy cho hắn viễn tú xa xăm đã lâu ngày nên phê chuẩn cho hắn toại nguyện đặc nghỉ ngơi trong lúc tuổi già. Đồng thời chấm sức cho các chức ti địa phương phải sắp đặt chu đáo khỏi gây xáo trôn. Chấm lại đặc biệt phái đại thần đến nơi để đọc chỉ dụ tuyên lời ủy lạo. Tóm lại, chấm đối với ngô tam quế hết lòng hết giả về đủ mọi phương diện, không còn thế nào làm hơn được nữa. Mới đây Tổng đốc Xuyên Hồ là Thái Dục Vinh tâu rằng, ngô tam quế làm điều phản bản, vong ân phụ nghĩa mấy đời triều đình đã trí tình trọng hậu với hắn. Nhất đán hắn ỷ thế mảnh của loại diều hâu làm điều hung nghịch khiến cho trăm họ lầm than, quỷ thần cũng phải phẫn nộ phép nước không thể dung tha vì tiểu bảo nghe đọc một câu lại ca ngợi một câu gã nói đức hoàng thượng khoan hồng đại độ ngô tam quế làm điều vô thiên vô phép mà ngày không chửi bới con bà nó vẫn dùng lời lịch sự thật là một đấng nhân quân bọn trương dũng vương tiến bảo triệu lương đống tôn tư khắc và anh em thiên địa hội đứng nghe đều nghĩ thầm trong chiếu văn chỉ nói đến hoàng đế đối đãi với ngô tam quế rất mực yêu đãi và trách hắn vong ân bội nghĩa tuyệt không nhắc đến kẻ mãn người hán mà cũng không đề cập tới việc hắn sát hại vương thất minh triều thì thật là cao minh có thế mới khiến cho thiên hạ đều giác ngộ việc ngô tam quế tạo phản là hành động không thể tha thứ được sư gia tiếp tục đọc xuống dưới phần này chỉ khuyên nhủ quan địa phương không được theo hồ nghịch tặc cả những ai đã lầm theo tặc đảng thì mau mau hối cải trở về quy thuận sẽ được triều đình bỏ đi không xét lỗi lầm. Bất luận những người họ hàng thân thích nào với Ngô Tam Quế làm quan ở các tính, nhất luật không bị liên quan. Trong chỉ dụ còn nói, ai có tài bắt được Ngô Tam Quế nạp ở quân trung sẽ được phong tước thay cho hắn. Còn những người hoặc bắt hoặc giết nghịch đảng, hoặc đem binh mã cùng thành trì của chúng quy thuận triều đình sẽ luận công thăng thường. Quyết không sai lời vì tiểu bảo nghe đoạn chót gia sư giải thích hoàng thượng đã ưng thuận cho ai bắt buộc ngô tam quế đem vào quân chướng là ngài phong cho chức bình tây thân vương gã không khỏi ngứa ngáy trong lòng quay lại ngó bọn từ thiên xuyên nói chúng ta đi bắt ngô tam quế để làm bình tây vương một phen kể ra cũng thú quần hùng đều khen phải bọn võ tướng trương dũng nghĩ thầm trong bụng dưới chướng ngô tam quế rất nhiều binh hùng tướng mạnh bắt hắn đâu phải chuyện dễ dàng Bọn Tứ Thiên Xuyên lại nghĩ khác, bọn ta có giết Ngô Tam Quế cũng chỉ vì hắn làm nghiêm ngửa Giang Sơn của người Hán, chứ đâu phải vì hoàng đế thát đát mà ra sức. Vì tiểu bảo nghe được chiếu văn xong liền hạ lệnh lên đường lập tức. Gã chỉ mong về tới Bắc Kinh cho sớm, vì gã sợ về chậm sẽ có người đoạt mất công đầu này. Ai mà bắt được Ngô Tam Quế thì chức Bình Tây Vương không về tay gã nữa. Dọc đường không có sự gì xảy ra, một hôm về tới Hương Hà gần Bắc Kinh, vì tiểu bảo dặn bọn trương dũng thống lãnh đại đội ở đại đây chờ đợi. Gã cùng song nhi và quần hùng thiên địa hội áp giải ngô chi vinh rẽ về hướng tây nam. Tòa nhà lớn của trang gia ở phía tây thành Bắc Kinh. Ngày trước vì tiểu bảo vâng lệnh đức hoàng đế lên ngũ đài sơn thuộc tỉnh Sơn Tây, nhân vào đó chú mưa mà gặp một phen kỳ ngộ. Trời đã xế chiều, đoàn người đến một tòa thị trấn cách trang gia chừng hai chục dặm, liền tìm đến phạm điếm ăn uống lúc này mọi người đã thay mặc quần áo thường, lại điểm vào á huyệt Ngô Chi Vinh, cởi trói để hắn đi lại như thường cho người ta khỏi nghi ngờ. Quần hào vào ngồi xuống bên hai cái bàn gỗ, nhưng không ai muốn ngồi chung với Ngô Chi Vinh. Chỉ có song nhi sợ hắn trôn mất nên thị ngồi cùng bàn với hắn để tiện viện giám thị. Cơm rượu đưa tới, mọi người đang ngồi ăn uống, bỗng ngoài điếm có mười mấy người đi tới. Hồi 197, người mang bệnh hoạn đó là ai? mười mấy người này đều là quan binh, nhân vật đứng đầu coi sắc phục vào hàng thủ bị, ai cũng đẩy mình cắt bụi, lừa ngựa ngoài quán hí vang không ngớt. Hiển nhiên toán nhân mã này vừa trải qua một cuộc bạt thiệp trường đồ. Hai tên quân sĩ tự mình lấy nước cho ngựa uống, một tên bà tổng lớn tiếng quát tháo, hò hết nhà quán giết gà làm cơm. Hắn nói có công sự khẩn cấp phải về kinh báo cáo. Chủ quán vâng dạ luôn miệng, thúc giục gia nhân hầu hạ quan quân hắn tự mình lấy khăn bao lau sạch bàn ghế cho thủ bị ngồi. Bọn quan binh vừa an tỏa thì ngoài đường phố lại nổi lên tiếng bánh xe lăn, lẫn tiếng gió ngựa rồn rập. Đoàn xe ngựa dừng lại trước cửa quán, mười mấy người lục tục xuống ngựa tiến vào đại đường. Hai người đi trước là đại hán khỏe mạnh, người thứ ba là một hán tử trung niên bệnh hoạn, gã này người thấp lùn, ốm nhom, hai bên má lõm vào, lưỡng quyền cao gồ, da mặt vàng như nghệ, không còn chút huyết sắc. Và ẩn hiện hắc khí Gã đi được mấy bước lại thùng thẳng ho Phía sau hán tử bệnh hoạn là hai ông bà già sóng vai đi ngang hàng Cả hai người này tuổi ngoại 80 Ông già thân hình cũng nhỏ bé, ốm nhát, nhưng tinh thần quắc thước Chòm dâu bạc phất phơ trùng xuống trước ngực, sắc mặt hồng hào Bà già cao hơn ông già một chút, lưng vẫn ngay thẳng Cặp nhãn thần lấp loáng tỏ ra còn mạnh giỏi, lanh lẹ sau cùng là hai thiếu phụ lối ngoài hai chục tuổi coi cách ăn mặc của bảy nhân vật này thì anh chàng bệnh hoạn quần áo sang hơn hết có vẻ một viên ngoại nhà rồng hai hán tử và hai thiếu phụ đều là gia nô bộc phụ còn hai ông bà già mặc quần áo vải to nhuộm màu xanh nhưng rất sạch sẽ tương tất coi bề ngoài chưa rõ thân thế cũng địa vị trong bọn này phản điếm không rộng mấy trong nhà trước đã có thực khách rồi bây giờ lại thêm ba toán người kéo vào thành ra chật cứng và dĩ nhiên không đủ chỗ ngồi chủ nhân cùng hai tên tiểu nhị còn mày hầu hạ bọn quan binh nên chẳng có ai ra chào mời đoàn khách mới đến hán tử bệnh hoạn trao mày ra chiều rất khó chịu mày được hai thực khách vừa ăn uống xong đứng dậy ra đi hai người tùy bộc của hán tử bệnh hoạn tự ra tay thu dọn chén bát hai tên bộc phụ lấy khăn vải ra lau bàn ghế sạch sẽ ông già bà già và hắn từ bệnh hoạn liền ngồi xuống bàn này. Bà già nhìn thiếu phụ nói, trương má, người rót chén nước nóng để cho thiếu gia uống thuốc. Một tên bộc phụ, giả, một tiếng rồi lấy trong thúng ra một cái chén sứ. Ngủ cầm bình nước nóng rót đầy vào chén, tráng đi tráng lại vài lần để rửa cho sạch. Ngụ đổ đi rồi rót ra lưng chén nước đặt lên bàn trước mặt hán từ bệnh hoạn. Bà già thọc tay vào bọc móc một cái bình sứ, mở nắp, đổ ra một viên thuốc màu hồng. Bà cầm viên thuốc để kề vào miệng hán tử. Hán tử bệnh hoạn há miệng, bà già vừa đặt viên thuốc vào đầu lưỡi gã. Tay trái bà cầm chén nước cho gã uống để nuốt thuốc xuống. Hán tử bệnh hoạn uống thuốc rồi thở lên hồng hộp và ho sù sù. Những diễn biến này đều lọt vào mắt vi tiểu bảo. Gã lẩm bẩm anh chàng kia dù có uống linh đan của Đức Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chẳng sống thêm được mấy ngày nữa hai ông bà già nhìn chằm chặp vào mặt hắn từ bệnh hoạn, lộ vẻ rất quan thiết và lo lắng vô cùng. Sau hai người thấy hán tử bệnh hoạn thở chậm lại và không ho nữa họ mới thở phào một cái, hán tử bệnh hoạn trao mày nói, ba ba, má má, bà má ngó Hải Nhi làm gì dữ vậy, Hải Nhi đã chết đâu, ông già hắng giọng một tiếng, ngoảnh đầu ra phía khác. Bà già cất giọng ôn nhu cười nói, sao Hải Nhi cứ nói chuyện sống chết thọ mạng của hài nhi có thể sống lâu trăm tuổi vì tiểu bảo lại lẩm bẩm té ra ông bà già này là gia nương của hán từ bệnh hoạn anh chàng kia được cha mẹ nuông chiều từ tuổi nhỏ thành ra mất nét gia nương nhìn gã một lúc vì thương yêu gã rất mực mà gã cũng phát cóng. bà già lại nhìn hai người bộc phụ nói trương má tôn má các ngươi hãy đun xâm thang cho thiếu gia uống đã rồi hãy ăn cơm hai tên bộc phụ vâng lời sách hai gói nhỏ đi vào hậu đường lúc này một người văn nhã văn mặc như kiểu sư gia trong đội quan binh hỏi thăm chủ quán đường đất đi bắc kinh còn bao xa nữa chủ quán đáp bữa nay các vị lão gia ở đây đi chừng hai ba chục dặm đường là đến một tòa thị trấn đêm nay ngủ tại quán trọ sáng sớm mai lên đường thì chỉ xế chiều là tới kinh thành tên sư gia nói chúng ta phải đi suốt đêm ngủ trọ thế nào được chủ quán vừa đối đáp vừa lấy vài thứ rau đậu sẵn có bầy ra để mấy tên quan nhân nhắm rượu sư gia lại nói, chủ quán, từ nay trở đi trong vòng một năm, ta chúc cho ngươi làm ăn thịnh vượng, mua chứa sẵn nhiều rượu thịt, để lúc khách đến khỏi phải cuống cuồng cả lên. Chủ quán nở nụ cười xã giao đáp lão gia dậy hay quá, trước nay tiểu điếm làm ăn rất bình thường, trong một tháng chả được mấy bữa đông khách như hôm nay. Nếu ngày nào cũng được các vị cùng quan khách chiếu cố thế này thì tiểu điếm có thể khuếch trương rất mau lẹ tên sư gia lại nói ta dám đánh cuộc với chủ quán nếu năm nay mà chủ quán không làm ăn phát đạt thì cứ việc thoá mạ sau lưng ta ta họ cố chủ quán tha hồ cửu bới cố sư gia chỉ nói nhảm để lừa người chủ quán khom lưng cười đáp đa tả kim khẩu của cố sư gia cố sư gia đã dạy khi nào không đúng dù không đúng đi nữa thì cũng là một phen hào của lão nân gia có lý đâu tiểu nhân lại cây ếch sáu ong biết điều mà ăn càn nói rỡ Câu nói của chủ quán vẫn có ý không tin. Tên thù bị cười nói, chủ quán ơi, ta cho ngươi hay một điều là ngô tam quế tạo phản đã đánh tới Hồ Nam. Bọn ta phải hối hả về kinh báo cáo quân tình. Cuộc chiến tranh này khai diễn sẽ kéo dài ít ra là 3, 4 năm. Hàng ngày các nơi đưa tin về kinh tất phải qua đây. Đúng là dịp phát tài cho ngươi đó. Chủ quán luôn miệng tạ ơn, nhưng trong bụng la thầm mình làm ăn mà gặp phải hạng khách như bọn này thì hỏng bét chúng vào ăn nhiều uống lắm rồi lên mặt bang bệnh, thí cho được chút nào hay chút nấy. Những tên hung ác còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh người ta hay ngoác miệng ra mà thoá mạ xong vỗ đít bỏ đi. Đừng nói cuộc chiến loạn kéo dài năm ba năm, mà chỉ sáu tháng hay một năm cũng đủ chết cha mình rồi. Bọn vi tiểu bảo, từ thiên xuyên nghe nói ngô tam quế đánh tới hồ nam đều giật mình kinh hãi, lẩm bẩm sao thằng cha đó tiến quân lệ thế tiền lão bản khẽ nói để thuộc hạ hỏi tình hình xem thế nào vì tiểu bảo gật đầu tiểu lão bản tiến lại gần bọn kia nét mặt tươi cười chắp tay nói thưa các vị lão gia vừa rồi tiểu nhân nghe tướng quân đại nhân đây nói ngô tam quế đã đánh tới hồ nam gia quyến ở tiểu nhân hiện ở trường sa nên trong lòng rất đỗi lo âu tiểu nhân chẳng hiểu bên đó xảy ra cuộc chiến tranh thành trường sa có việc gì không tên thủ bị nghe lão kêu mình bằng tướng quân đại nhân trong lòng khoan khoái, đáp thành trường xa có việc gì không ta cũng chưa rõ. Ngô Tam Quế phái thủ hạ là đại tướng Mã Bảo từ Quý Châu tiến đánh Hồ Nam Nguyên Châu thất thủ rồi. Quan tổng binh là Thôi Thế Lộc bị bắt cầm tù. Bọn Trương Quốc Trụ, Cung ứng Lân, Hạ Quốc Trương, Bộ Hạ Ngô Tam Quế, chia nhiều ngả tiến về phía đông. Ngoài ra còn tên đại tướng Vương Bình phiên đi đánh Tây Xuyên. Nghe nói binh thế bên địch rất lớn chăm họ ở giải xuyên tương đang bồng bế nhau tránh loạn. Tiểu lão bản lộ vẻ lo lắng hỏi, nếu vậy thì, nguy to rồi. Có điều quan binh mãn châu cũng rất lợi hại, chẳng hiểu ngô tam quế có thắng được không? Cố sư gia đã ai cũng bảo vậy nhưng trận đánh ở Nguyên Châu, binh mã ngô tam quế oai phong lẫy lưng. Hỡi ơi, cục diện này khó mà đoán trước. Tiền lão bản chắp tay cảm tạ rồi trở về chỗ ngồi. Bọn mã bảo, hạ quốc tương, trương quốc trụ, cung ứng lân, vương bình phiện đều là dũng tướng dưới trướng ngô tam quế Vì tiểu bảo đã gặp cả rồi, quân hùng thiên địa hội ngơ ngác nhìn nhau, lẳng lặng không nói gì. Hồi 198, chửi địch nhân nhiều trò quái gì. Bọn quan binh ăn uống vội vã cho xong bữa. Tên thủ bị đứng dậy nói, chủ quán, bọn ta đưa tin mừng đến cho ngươi, vậy bữa cơm rượu này coi như ngươi thiết đãi. Chủ quán khom lưng cười đáp, dạ dạ, được rồi, được rồi các vị đại nhân khoan rồi hãy đi thủ bị cười nói khoan rồi hãy đi chúng ta ngồi lại ăn bữa nữa chăng chủ quán cực kỳ bẽn lẽn mà phải gượng cười tên thủ bị lướt qua bàn ông già và hán từ bệnh hoạn định ra cửa liền bị hán từ bệnh hoạn đột nhiên vươn tay trái nắm lấy trước ngực hỏi người về kinh báo cáo thì công văn đông lấy ra cho ta coi tên thủ bị thân thiệt to lớn mà không hiểu tại sao bị hán từ bệnh hoạn túm lấy hai chân liền nhũn ra khụy xuống Người hắn thấp đi một nửa, hắn tức giận quát mắng, Còn mẹ nó, người làm gì thế này, mặt hắn đỏ lên, hết sức dãy dụa mà không nhúc nhích được chút nào. Hán tử bệnh hoạn đưa tay mặt ra xe đánh toạc một tiếng. Vạt áo trước ngực của thủ bị bị rách một vệt dài. Lập tức phong thư lớn lòi ra, hán tử bệnh hoạn khẽ đẩy một cái hất tên thủ bị tung đi. Người hắn đụng vào hai cái bàn, khiến cho bán đĩa rớt xuống loảng tròn vỡ tan tành bọn quan binh la lớn, làm phản rồi, làm phản rồi, chúng tới tấp rút đao thương ra nhảy sổ về phía hán tử bệnh hoạn. Hai tên bộc dịch và hai mụ bộc phụ nhất tê động thủ, quyền đấm chân đá, tên nào xông tới liền bị hất ra. Chỉ trong khoảnh khắc bọn quan binh đều bị té nằm lăn ra đất. Vì tiểu bảo thấy thủ cước bốn người gia nô, bộc phụ rất linh lợi và mau lẻ. Mỗi đòn đánh ra đều trúng vào một người và nhất định hất đối phương tung bay đi hai người nam thân thể to lớn còn chưa đáng kể, nhưng hai bộc phụ nhỏ tuổi, thân hình mảnh rẻ mà thủ cước cũng lợi hại phi thường. Gã không nhịn được kẻ cất tiếng hoan hô, bọn từ thiên xuyên, phàn cương thấy hán từ bệnh hoạn một cái coi tựa hồ chẳng có chút kinh lực nào, vậy mà nội công thuần thục hiếm có ở đời. Nhất là gã tiện tay móc hời hợt một cái mà xe tâm áo dày rách một mảnh lớn, chẳng khác xé tờ giấy mỏng con người gã bệnh hoạn đi không lứt cỏ mà bản lãnh như vậy khiến cho ai ngó thấy cũng phải kinh hãi và lấy làm kỳ. Hán tử bệnh hoạn xé phong thơ ra coi, tên thủ bị chẳng còn hồn vía nào nữa, la hoảng dối rít đây là bản tâu dâng trình hoàng thượng, ngươi, lớn mật dám xé công văn thì ra, ngươi muốn làm phản rồi chăng? Hán tử bệnh hoạn không lý gì đến thủ bị, gã liếc mắt nhìn công văn hết một lượt rồi nói tuần phủ hồ nam thỉnh cầu hoàng đế thát đát tăng ra viện binh đi đánh bình tây vương hừ hừ dù có phái cả trăm vạn quân cũng chẳng gã bật cơn ho sù sụ một lúc mới nói tiếp cũng chẳng làm gì được chúng sẽ bị bình tây vương quét sạch hết gã vừa nói vừa vo tròn đạo công văn trong lòng bàn tay khi gã dứt lời xòe bàn tay ra hàng ngàn mảnh giấy vụn bay tới tấp như bươm bướm nhảy túa một lúc rồi tan biến đi bốn phía quần hùng thiên địa hội thấy nội lực hán từ bệnh hoạn ghê gới như vậy đều cả kinh thất sắc ai cũng nghĩ bụng nghe giọng gã nói thì dường như gã là thủ hạ của mô tam quế tên thủ hạ kia lồm cồm bò dậy rút yêu đao ra nói ngươi ngươi phá hủy công văn là lão gia không sống được rồi lão gia quyết liều mạng với ngươi hắn cầm đao nhảy về phía trước nhằm đỉnh đầu hán tử bổ xuống. Hán tử ốm o vẫn ngồi yên, gã vươn tay phải ra khẽ đầy vào bụng thủ bị một cái, tựa hồ muốn bảo hắn đừng lại quấy nhiễu nữa. Thủ bị tay đang cầm đao dơ lên, bỗng từ từ hạ xuống. Tiếp theo người gã nhổn ra, ngồi phệt xuống đất, miệng hắn há hốc thở ra hồng hộc mà không hít vào được. Những binh sĩ bị đánh, có tên bò dậy được, cũng chỉ đứng xa xa nói lăng nhăng mấy câu như kẻ hết hơi chẳng tên nào dám chạy đến cứu thượng cấp. Hai tên bộc phụ đánh té bọn quan binh rồi đi xuống bếp thổi nấu. Một mụ hai tay bưng bát xâm thang bốc hơi ngùn ngụt lên nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt hán từ bệnh hoạn nói, thiếu gia mời thiếu gia uống xâm thang đi. Hai ông bà già đối với cuộc náo loạn xảy ra vừa rồi vẫn lở đi như không thấy gì, để hết tinh thần vào thái sắc của người con bệnh hoạn. Từ thiên xuyên khẽ nói, những người này đầy vẻ tà môn, chúng ta nên đi thôi, đừng dây với họ. Cao ngàn siêu lại tính trả tiền ăn uống rồi cùng nhau ra cửa. Mọi người thấy bà giả bưng chén xâm thang lên, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng rồi kê chén vào miệng hán từ đổ cho gã uống. Bọn vi tiểu bảo ra khỏi tòa chấn điện mới cùng nhau nghị luận về hán từ bệnh hoạn để tìm ra lai lịch gã. Cao ngạn siêu hỏi từ thiên xuyên, từ tam ca. Tam ca biết nhiều hiểu rộng, có nhận ra được võ công của hán từ bệnh hoạn đó thuộc môn phái nào không? Từ thiên xuyên lắc đầu đáp vụ này khó nói quá. Võ công gã đó đã đến trình độ ra tay không dùng chiêu thức chi hết thì làm sao mà phân biệt được gã thuộc môn phái nào. Huyền Trinh Đạo Nhân hỏi, coi hắn hời hợt khẽ đầy vào tên võ quan dường như chẳng có gì đặc biệt mà thực ra đối phương muốn né tránh hay trông đỡ cũng không phải chuyện dễ dàng. Phong đại ca, đại ca nghĩ sao về hắn từ bệnh hoạn đó? Quần hùng trong thiên địa hội tụ hội tại đây coi phong tế chung là một nhân vật bản lãnh cao hơn hết, vì thế mà huyền trinh đạo nhân hỏi ý kiến y, phong tế trung đáp không nên đến gần gã trong vòng ba thước. Hắn chỉ nói vẻn vẹn mấy tiếng như vậy mà quần hùng đều cảm thấy nhận xét của hắn rất có lý. Muốn né tránh hay đỡ gạt phát đầy của hắn từ bệnh hoạn thì đối phương ít nhất phải đứng cách xa ngoài ba thước mới có thể hoạt động được. Nếu đứng gần mà bị gã đầy thì né tránh không xong, đỡ gạt cũng không nổi. Từ thiên xuyên lại lên tiếng tại hạ chụp cổ tay gã lão nói dở câu đột nhiên lại lắc đầu, tỏ ra nội kình của hán từ bệnh hoạn rất ghê gớm. Dù có chụp chúng cổ tay gã thì gã chỉ xoay tay hoặc vặn một cái là năm ngón tay mình khó lòng giữ cho khỏi gãy đứt. Cầm nã thủ pháp của lão quyết chẳng thể thi triển vào một tay đại cao thủ như hán từ bệnh hoạn đó được. Quần hùng đã biết rõ hán từ bệnh hoạn ở trong phe đảng của Ngô Tam Quế lại mắt thấy gã hành hung đả thương người mà mình không dám ra tay cản trở, bênh vực kẻ yếu đuối trong lòng không khỏi hổ thẹn vì đã không có cử động hào kiệt, nghĩa hiệp, theo đúng tôn chỉ của đấng anh hùng. Mọi người đã kém bề cao hứng nên chỉ đàm luận một lúc rồi không ai có ý kiến gì nữa đành chịu im tiếng. Đoàn người mới đi được mấy dặm, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập ở phía sau vang lên. Hai người kỵ mã lao gấp tới nơi. Chỗ này là đường nhỏ thông vào tòa nhà lớn ở trang gia, đôi ngựa không thể đi song song. Quần Hùng đang buồn bực trong lòng, tuy nghe tiếng vó ngựa rất gấp mà ngoài phong tế trung và song nhi dừng ngựa lại bên đường, còn những người khác chẳng chịu nhường lối. Chỉ trong chớp mắt, hai người kỵ mã đã đuổi tới sau lưng. Quần hùng quay đầu nhìn thấy hai người kỵ mã là nam bộc của hán tử bệnh hoạn. Một tên lớn tiếng hô, tệ thiếu gia xin các vị hãy chờ một chút, y có điều muốn hỏi các vị. Câu này tuy không phải là vô lễ nhưng hiển nhiên tỏ ra chẳng coi quần hùng vào đâu. Quần hùng nghe tên nam bộc hô hoán như vậy đều bực mình. Huyền Trinh đạo nhân quát hỏi, bọn ta đang có việc bẩn, không dành để chờ các ngươi. Hơn nữa hai bên chưa từng quen biết nhau thì còn có điều chi mà hỏi. Tên nam bộc kia đã tệ thiếu gia đã bảo thế thì các vị nên chờ lại một chút là hơn, để tránh khỏi những chuyện xích mích. Câu này dĩ nhiên đầy vẻ uy hiếp, quần hùng đưa mắt nhìn nhau nghĩ bụng trong bọn bảy người của đối phương, chỉ có hán tự bệnh hoạn là bản lãnh rất cao thâm nhưng gã có giỏi đến đâu cũng khó lòng địch lại số đông. Huống chi gã mình mang bệnh hoạn, thở không ra hơi. Nếu động thủ lâu một chút là nhất định không chống nổi. Thứ đến hai vợ chồng ông lão già thì nhiều tuổi quá rồi chắc không đánh đấm được nữa. Còn bốn tên gia nô, nữ bộc tuy có đôi chút võ công, nhưng đã ăn thua gì mà ngại. Tiền lão bản cất tiếng hỏi lại, phải chăng chủ nhân của bọn ngươi là thủ hạ của ngô tam quế? Tên nam bộc đáp hư bản chủ nhân địa vị cao cả khi nào lại là thủ hạ củ bình tây vương được quần hùng đều lẩm bẩm gã không nói thẳng tên ngô tam quế mà lại xưng hô là binh tây vương thì nhất định bọn này có mối liên quan tới ngô tặc giữa lúc ấy bóng nghe tiếng bánh xe lọc cọc một cỗ xe lớn đang vồn vụt chạy tới một tên nam bộc hô gia chủ đã đến đó hắn bắt ngựa quay đầu lại đón tiếp trường hợp này mà quần hùng tung ngựa vọt đi thì không khỏi mang tiếng là khiếp sợ anh chàng bình hoạn nên đều dừng ngựa đứng chờ cỗ xe lớn tới gần, một tên bộc vụ cầm cương rủi xe, còn tên nữa rén rèm xe lên. Quần hùng ngó thấy hán tử bệnh hoạn ngồi giữa, song thân gã ngồi ở phía sau. Hán tử bệnh hoạn trợn mắt lên nhìn quần hùng hỏi, sao các vị lại điểm huyệt người kia? Gã vừa nói vừa trỏ vào Ngô Chi Vinh rồi hỏi tiếp, các vị là ai? Định đi đâu bây giờ? Thanh âm gióng giặc, sắc bén lại đầy vẻ kiêu ngạo. Quần hùng không khỏi kinh ngạc nghĩ thầm, nhãn quang thằng cha này quả nhiên lợi hại. Ngô trì Vinh đã lướt qua bên mình gã mà nhận ra được hắn bị điểm huyệt. Huyền Trinh Đạo Nhân hỏi lại, cao tính đại danh tôn giá là gì? Chúng ta chưa từng quen biết nhau mà không động chạm gì đến quyền lợi của nhau. Sao tôn giá lại can thiệp vào chuyện không đông? Hán tử bệnh hoạn hắng giọng một tiếng, đã ông bạn không đáng hỏi tên họ ta. Vừa rồi ta hỏi gì? Các vị đã nghe rõ chưa mà sao không trả lời? huyền trinh đạo nhân tức mình sáng giọng ta mà không đáng hỏi họ tên các hạ thì các hạ cũng không đáng hỏi đến công việc của ta ngô tam quế tạo phản làm loạn hắn là một tên gian tặc thế mà các vị kêu hắn một điều bình tây vương hai điều bình tây vương thì nhất định cùng phe đảng với giặc tại hà coi chừng bệnh trạng của các hạ đã vào đến phía trên mạng mỡ phía dưới trái tim tiến tưởng các hạ nên sớm về nhà để chuẩn bị thọ chung chính tẩm khỏi phải chịu đựng sơn gió các hạ bị phong hàn nổi cơn ho không ngớt, có khi mất mạng giữa đường. Quần hùng thiên địa hội nổi lên chàng cười hô hố, đột nhiên bóng người thấp thoáng. Tiếp theo nghe, bốp, một tiếng, huyền trinh bị đánh một cái bạt tay trúng má bên trái. Kế đó cạnh sườn bên trái lại trúng một trường, từ trên lưng ngựa té xuống. Hai đòn đánh này thần tốc phi thường, quần hùng thấy phong tế trung té xuống mới thấy rõ người ra tay là bà già kia hai phát trưởng đánh té huyền trinh rồi, mụ chỉ đầu ngón chân xuống đất vọt mình ngồi lại chỗ cũ trong xe. Thân thủ của mụ khiến người ngó thấy phải hoa mắt, quần hùng nay mới được mục kích lần đầu, anh em thiên địa hội nhốn nháo cả lên, nhất tề nhảy về phía cỗ xe lớn. Hán tử bệnh hoạn nắm lấy sau lưng tên bộc phụ đánh xe, nhấc bổng lên để mình ngồi thay vào. Gã quang tên bộc phụ vào trong xe, lúc này tiền lão bản đã tung mình vung song trường đánh tới hán tử bệnh hoạn tay trái vung quyền đánh ra. Quyền phong đụng vào phát trường của tiền lão bản khiến trường lực tiêu tan không một tiếng động. Tiền lão bản chỉ thấy một luồng đại nội lực xô tới. Người lão không tự chủ được lộn đi hai vòng bắn ngược trở lại. Hai chân lão vừa chấm đất, muốn đứng vững lại thì đột nhiên hai gối nhũn ra, sắp phải khụy xuống. Tiền lão bản trong lòng cực kỳ kinh hãi, vội cố gắng ngửa người về phía sau cho té xuống để tránh cái nhục nhã quỳ trước mặt địch nhân. Tiền lão bản vừa té xuống, phong tế trung đã nhảy sổ tới. Hán tử bệnh hoạn lại vung quyền đánh ra, phong tế trung không dám thẳng thắng đón tiếp quyền lực. Phát trường của y phóng ra nửa vời vội chuyển hướng, nhằm chém vào cổ đối phương. Phong tế trung lập tức thu trường về, chân phải y đã đứng lên lưng lửa kéo xe. Cao ngạn siêu và phản cương chia nhau tất công hai tên nam bộc. Nhưng hai tên này vọt ngựa lùi ra miệng la lớn để tệ thiếu gia thu thập hai vị. Cao Ngạn Siêu và Phàn Cương thấy mình động thủ với hạng tùy bộc của đối phương, có thắng cũng là bất võ, nên thấy hai tên lùi ra rất lấy làm vừa lòng. Hai người liền xoay mình song song nhảy lại tấn công mé tả hán từ bệnh hoạn. Đột nhiên con lừa hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra. Cỗ xe bị chuyển động mạnh cũng đổ nghiêng đi, nguyên phong tế trung đứng trên lưng lừa, ngầm vận trọng lực vào bàn chân dậm mạnh một cái làm cho con vật bị gãy xương sống. Hán tử bệnh hoạn chân không nhảy lên, người không cử động, mà không biết gã đứng xuống đất từ lúc nào, miệng nổi cơn ho sù sù. Ông già bà già trong xe chia nhau mỗi người sách một tên bộc phụ nhảy ra, hành động của ba gã người coi không có vẻ gì mau lẹ cho lắm mà đều ra được trước khi xe đổ. Tiền lão bản và từ thiên xuyên sấn lại tấn công ông bà già. Bà già giơ tay trái lên xua lia lịa tay mặt trỏ vào hắn từ bệnh hoạn cưới nói các ngươi qua bên đùa giỡn với con ta hay hơn câu nói của mụ ý bảo hai người lại mà chịu đựng những thoi quyền của con mụ cho gã thêm phần cao hứng từ thiên xuyên đang phóng quyền đánh xuống đầu ông già nhưng hắn thấy lão tuổi già dù võ công lão không phải tầm thường hắn vẫn sợ mạnh tay đánh chết lão sẽ gây mối thâm thù khó mà cười ra được hắn liền lớn tiếng quát coi chừng hắn chỉ vận dụng ba thành công lực từ thiên xuyên ngày trước lỡ tay đánh chết bạch hàn tùng để xảy chuyện lôi thôi mãi với mộc vương phủ nên từ đó trở đi trong lòng rất cảnh giới ông già vươn tay ra bắt lấy thoi quyền của từ thiên xuyên lão này thân hình bé nhỏ gầy nhom mà bàn tay lớn kỳ cục lão nắm lấy quyền của đối phương cười nói qua bên kia mà giỡn từ thiên xuyên tuy còn kém tuổi ông già nhiều nhưng đầu tóc hắn bạc phơ mà lão tuổi già nói câu này chẳng khác gì bảo đứa con nít từ thiên xuyên giật mạnh tay phải về, phóng quyền bên trái đánh tới. Chiều thanh long bạch hồ này là cả hai tay phụ giúp nhau mà thành ra. Quyền bên trái không phải thật tình muốn đánh trúng đối phương, đòn đánh chính ở tay mặt. Hắn bước bách địch thủ phải buông tay, nếu đối phương không chịu buông ra thì thôi quyền bên hữu sẽ đánh trúng sông mũi. Ông già đẩy mạnh cánh tay một cái rồi buông ra, từ thiên xuyên cảm thấy luồng kinh lực rất mạnh xô tới mà tay trái hết sức rượt ra tay mặt đánh về phía trước, tay trái giựt lại phía sau, người hắn lập tức xoay như trong chóng lán về phía hán tử bệnh hoạn. Hán tử bệnh hoạn đang đánh với bọn phong tế trung, cao ngạn siêu, phản cương, ngó thấy tử thiên xuyên đang xoay mình lấn tới liền vỗ tay cười rộ reo lên. Thú quá, thú quá, bốn người đang quyền đấm chân đá như gió táp mưa xa, bỗng thấy hán tử bệnh hoạn quay lại reo hò, đều không hiểu tại sao gã còn thì giờ vỗ tay hoan hô tiếp theo gã đưa tay ra đẩy một cái, người từ thiên xuyên lại bị xoay theo chiều ngược lại lán về phía ông già. Hán tử bệnh hoạn cười nói, ra ra chơi hay quá, bây giờ ra ra lại đẩy cái trong chóng xoay về bên này đi. Hán tử bệnh hoạn rất lời xô đẩy bọn bốn người là Huyền Trinh, Cao Ngạn Siêu, Phàn Cương và Tiền Lão Bản xoay đi như trong chóng. Chỉ còn một mình Phong Tế Trung là đứng yên được không nhúc nhích. Nhưng Phong Tế Trung khí huyết trong ngực nhộn nhạo cả lên, vội lùi lại ba bước, giơ hai tay lên để bảo vệ thân mình. Lúc này năm tay hào kiệt thiên địa hội đều xoay đi không ngừng. Mọi người muốn vận nội lực cho đứng yên lại mà không làm sao được. Hễ người nào xoay chậm lại một chút là hán từ bệnh hoạn lại xô đầy khiến cho thế xoay chuyển lập tức trở nên mau lẻ. Biến diễn này chẳng khác gì trẻ nít búng đồng tiền trên mặt bàn. Năm đồng tiền, cứ xoay tít mà không ngã ra, phong tế trung lòng đầy phẫn nộ, sắc mặt xám xanh nhưng vừa rồi y đã trao đổi mấy chiêu với hán tử bệnh hoạn, biết rằng bản lãnh đối phương còn cao thâm hơn mình nhiều. Nếu cứ liều lĩnh xông lại để cứu viện anh em thì chẳng những không thể nào cứu được mà chính mình tự rước lấy cái nhục, rồi lại bị xoay đi như trong chóng cũng chưa biết chừng. Vì tiểu bảo đứng bên coi kiểu chơi đùa của cha con hán tử bệnh hoạn mà khiếp sợ đến trợn mắt há miệng, kinh hãi vô cùng. Song Nhi đứng cạnh gã để hộ vệ, trong lòng cực kỳ sao xuyến. Thì tự biết nếu mình xông ra động thù thì tất không địch nổi, chỉ mong bảo vệ cho gã được an toàn. Vì tiểu bảo khẽ nói, 36 trước tàu là thượng sách, song nhi đáp, chúng ta chạy lẹ về trang gia. Vì tiểu bảo gật đầu nói, phải lắm, đến trang gia là đại cát đại lợi. ở đó mới có thể dùng giáp côn mà đánh tứ tung. Gã rứt lời chờ gót chạy ngay, song nhi níu kéo ngô chi vinh chạy theo lúc này hán tử đang chơi địch nhanh xoay như trong chóng đến độ co hứng nhiệt liệt. Vợ chồng ông già nét mặt tươi cười nhìn cậu con ra chiều khoan khoái. Bốn tên bộc nhân cũng vỗ tay gieo hò cổ võ tiểu chủ nhân. Hán tử bệnh hoạn thấy phong tế trung mã bộ vững vàng, tay trái trên cao, tay mặt dưới thấp, đứng theo kiểu một cây cổ tùng, gã liền lạc người đi một cái, vươn tay trái ra chụp lấy vai y, phong tế trung chân phải lùi lại một bước, đổ vai nghiêm bi tránh khỏi cây chụp của đối phương, nhưng không dám phóng trường phản kích. Ngô Chi Vinh tuy không dám mở miệng, nhưng ai nói gì H81N cũng nghe rõ. Đồng thời hành động của hai bên đều lọt vào mắt hắn. Hắn biết rõ hắn từ bệnh hoạn kia cùng phe đảng với Ngô Tam Quế. Hắn cho là anh chàng này tuy chưa chắc đã có lợi gì cho mình, nhưng dù sao còn hơn đi theo Vi tiểu bảo. Ngô Chi Vinh hy vọng được lọt vào tay hắn từ bệnh hoạn để khỏi phải chịu sự hành hạ của Vi Tiểu Bảo rồi không biết thân phận mình ra sao. Hắn liền chập choạng một bước một rừng. Hắn đi được vài bước, giả vờ vấp phải vật gì, té lăn xuống đất. Vi Tiểu Bảo hết sức lôi đi, nhưng hắn nằm y ra đó không chịu đứng dậy. Vi Tiểu Bảo bồn chồn trong giả, chỉ sợ Ngô Chi Vinh nói huyệt tuệt chân tướng mình ra với địch nhân tay trái hắn liền nắm lấy cổ họng hắn bóp một cái thật mạnh khiến cho Ngô Chi Vinh phải há miệng. Vì tiểu bảo lại rút đao truy thủ trong ống giày ra thò vào miệng hắn xẻo một cái. Quả nhiên phần lưỡi của Ngô Chi Vinh liền bị đứt ngay. Miệng hắn máu tươi trào ra như suối. Hắn đau quá nằm chết giấc. Song Nhi ngó thấy tình trạng này cho là Vi Tiểu Bảo đã giết chết tên gian tặc, Thị liền quay lại nắm lấy tay trái gã kéo đi, miệng dục tướng công, chạy cho mong hai người liền chạy như bay về phía trước, nhắc lại hán tử bệnh hoạn chụp sảnh phong tế chung, đồng thời thấy bọn từ thiên xuyên quay chậm lại dần dần, gã nổi cơn tức giận, lớn tiếng thoá mạ, ngươi là một đứa khốn nạn, dám chống cự không chịu làm trò chơi cho thiếu gia. Đột nhiên gã chụp hai tay vào trước ngực phong tế chung. Phong tế trung tông mình nhảy lùi lại, người y còn ở trên không chưa hạ xuống tới đất thì hán tử bệnh hoạn lại xô lại chụp được chân trái y, sách ngược người lên ông già mỉm cười nói bản lãnh người này rất cao thâm hài nhi đừng làm khó dễ với y hán từ bệnh hoạn cười khanh khách gã chụp được chân trái phong tế trung rồi xoay mình rất mau khiến cho người phong tế trung đưa ngang ra hán tử bệnh hoạn vừa cười vừa reo lên chơi kiểu sao xa chơi kiểu sao xa rồi hắn xoay mình thật lẻ tựa hồ đứa con nít chơi kiểu sao xa bằng cách buộc một túi cát rất nặng vào đầu dây rồi xoay mình tít đi cho túi cát lên cao dần dần hán tử bệnh hoạn xoay mười mấy vòng, khi người phong tế trung lên cao đến độ chót, gã liền buông tay ra. Phong tế trung thuận đà bay đi rồi rớt xuống, may mà y rớt trúng một ngọn cây lớn, không thì tất bị trọng thương. Lúc này bọn từ thiên xuyên đã ngã lăn ra, cả năm người đều ngất đi không biết gì nữa. Vì tiểu bảo và song nhi chạy được một dặm, đã nghe tiếng vó ngựa phía sau vang lên. Có người kỵ mã rượt theo vì tiểu bảo vừa chạy vừa trỏ tay về phía tả có đá núi ngổn ngang. Hai người liền bỏ con đường nhỏ chạy vào khu loạn thạch. Tên nam bộc xuống ngựa hô, hai đứa nhỏ kia, bất tất các ngươi phải sợ hãi, thiếu gia ta kêu các ngươi lại tiêu khiển mà thôi. Trở về đây mau, vì tiểu bảo đã lão gia không chịu làm trong chóng cho y đông. rồi gã chạy lẹ hơn. Tên nam bộc liền xông vào khu loạn thạch rượt theo, hán tử bệnh hoạn reo lên, chơi trò bịt mắt bắt dê chăng hay lắm, hay lắm, gã liền xuống ngựa vừa ho sù sụ vừa chạy vào mé nam. Vì tiểu bảo và song nhi thấy vậy liền xoay mình chạy qua phía đông bắc, hướng này tên nam bộc đang rượt tới. Hắn nhảy sổ lại bắt vi tiểu bảo, vì tiểu bảo liền thi triển công phu, thần hành bách biến, mà cửu nạn đã truyền thụ cho, nghiêm mình đi né tránh khiến tên nam bộc chụp xanh. Song nhi xoay tay phóng trường đánh vào sau lưng hắn, tên nam bộc thấy thị nhỏ bé chẳng coi vào đâu hắn không đỡ gạt vươn tay ra chụp lấy cánh tay mặt thị. Ngờ đâu song nhi bản lãnh không phải tầm thường, võ công thị tuy chưa bằng phong tế chung, nhưng còn cao hơn bọn từ thiên xuyên, cao ngạn siêu. Thị thấy tên nam bộc đưa tay ra bắt mình liền chém tay trái xuống thật lẻ. Chát một tiếng, thị đã chém chúng sau lưng đối phương, tên nam bộc đau qua rú lên một tiếng, úi chao. Giữa lúc ấy song nhi đã chụp cổ tay mặt hắn, liền vặn mạnh một cái hai tiếng lách cách vang lên, cổ tay tên Nam Bộc đã bị chật khớp, song nhi dùng thủ pháp, phân cân thác cốt, bẻ gãy tay hắn rồi. Võ công tên Nam Bộc thực sự không phải là kém cỏi, nhưng vì quá coi thường song nhi, hắn chỉ muốn bắt thị làm trò chơi cho tiểu chủ nhân mà không đề phòng đối phương phản kích, nên song nhi đánh một đòn đã thành công. Hắn từ bệnh hoạn la lên, ái cha, hắn từ mỏm đá nọ nhảy sang mỏm đá kia chỉ mấy cây nhô lên hụp xuống đã lao tới trước song nhi hắn gạt tay trái một cái chiếc mũ đội trên đầu song nhi liền rớt xuống đất để lộ mái tóc xanh xóa xuống hán tử bệnh hoạn vừa cười vừa reo té ra là một vị cô nương hắn vươn tay chụp lấy mái tóc của song nhi song nhi kêu rú lên một tiếng trời ơi đồng thời thị huyết hai khuỷu tay về phía sau đó là chiêu song hồi long hán tử bệnh hoạn cười nói hay lắm hắn quét tay trái từ tả sang hữu chụp được hai bàn tay đối phương rồi bắt quặp ra sau lưng. Tiếp theo hắn dùng tay mặt quấn mái tóc dài vào hai cổ tay thị rồi xoay đi hai vòng để siết chặt lại. Đoạn hắn nổi trên tràng cười khanh khách, song nhi rất đỗi bồn chồn thị vừa khóc vừa la, tướng công, chạy lẹ đi, chạy lẹ đi, hắn tử bệnh hoạn liền phóng ngón tay điểm vào huyệt đảo trên lưng song nhi. Hắn vừa cười vừa nói, gã chạy trốn cũng không thoát đâu hắn hạ song nhi xuống để rượt theo vi tiểu bảo. Chỉ trong khoảnh khắc hắn đã đuổi tới gần, vi tiểu bảo tránh đông né tây trong đám loạn thạch, khiến cho hắn mấy lần chụp tới đều bị gã dùng công phu, thần hành bách biến, tránh khỏi. Hán tử bệnh hoạn cười nói, trò bịt mắt bắt dê của người chơi hay lắm, vi tiểu bảo nội công không đủ, chạy một lúc, mệt quá thở lên hồng hộc. Gã biết mình chỉ trốn lánh một lúc nữa là bị đối phương bắt được liền la lên, không bắt được ta rồi bây giờ đến lượt ta bắt ngươi. Ngươi chạy trốn đi cho ta rượt theo, gã nói rồi xoay mình nhảy sổ về phía hán tử bệnh hoạn. Hán tử bệnh hoạn cười hề hề, quả nhiên xoay mình chạy trốn, cũng chuyển qua chuyển lại trong vùng loạn thạch. Vì tiểu bảo đã nhận ra bản lãnh của đối phương tuy cao thâm nhưng thần chí có vẻ si ngốc, con người bốn chục tuổi mà hành động chẳng khác tuồng trẻ nít Vì tiểu bảo rượt trong vùng loạn thạch gã thấy đối phương chạy qua mé đông, chớp mắt đã xuất hiện ở mé tây, thân pháp cực kỳ thần tốc, chẳng khác chi loài quỷ mị. Vì tiểu bảo trong lòng vừa kinh dị vừa khâm phục, ngoài miệng hô lớn ta nhất định bắt ngươi cho bằng được, ngươi không trốn thoát nổi đâu, gã giả vờ rượt theo, nhưng khi chạy tới bên song nhi liền ôm thị lên, lại lớn tiếng hô, này, trong tay ta ôm một người cũng đổi kịp ngươi cho mà coi. Hán tử bệnh hoạn cười khanh khách reo, ôi trời ơi! nói khoác quá, ôi trời ơi, nói khoác quá, vì tiểu bảo say sưa ôm song nhi giả vờ rượt theo hán từ bệnh hoạn, nhưng càng rượt càng chạy lán về phía tòa nhà lớn của trang gia. Hán tử bệnh hoạn lại lớn tiếng, đồ vô dụng, người không bắt được ta đâu, sao không rượt nữa đi, bỗng hắn nổi cơn ho sù sụ rồi chạy gần lại mấy bước. Vì tiểu bảo hỏi, thế này mà bảo không bắt được ư, người đã nổi cơn ho là không thể chạy được nữa. Gã nói rồi thủ thế làm như muốn nhảy sổ về phía hán tử. Bỗng nghe tiếng bà già ở đàng xa quát lên, tên tiểu quỷ kia, người lớn mật dám dẫn dụ làm con ta phát ho. Vèo một tiếng, một viên đá từ đáng xa xé bầu không khí bay tới. Viên đá tuy bé nhỏ mà thế mạnh kinh người, vì tiểu bảo rú lên một tiếng, trao ôi, rồi phục xuống né tránh, nhưng đã chậm mất một bước. Viên đá đánh trúng vào khuỷu chân gã, vì tiểu bảo té xuống cùng song nhi nằm cành dưới đất. Mụ già hô, bắt chúng đem lại đây. Một tên nam bộc khác tung mình vọt tới, hai tay hắn chia ra nắm lấy sau lưng vi tiểu bảo và song nhi, sách lên đem lại trước mặt mụ già quăng xuống đất. Hán tử bệnh hoạn cười hì hì reo lên, đồ vô dụng mới trúng một hòn đá đã lăn cành. Vì tiểu bảo vừa kinh hãi vừa tức giận, gã nhìn thấy bọn từ thiên xuyên, phong tế trung đều bị cột thành một sâu. Một tên bộc phụ cầm đầu dây kéo đi có mô Chi Vinh cũng bị cột ở sau cùng. Người nào cũng cúi đầu nhắm mắt, dường như không biết gì nữa. Mụ già hỏi, con nhỏ này đã là gái giả trai. Hừ, thủ pháp, phân cân tác cốt, ngươi học ở đâu? Còn thằng nhãi kia, ai đã truyền dạy cho ngươi môn, thần hành bách biến? Hồi 199, thấy thư giả cũng tin là thật. Vì tiểu bảo giật mình kinh hãi bụng bảo giả, nhãn quan của mụ già này thật là ghê gớm. Mụ biết cả tên môn học của mình, gã nghĩ tới người ta nhận ra công phu Thần hành Bách biến thì hiển nhiên gã đã luyện công phu này được đến nơi. Trong lòng lấy làm đắc ý gã vừa cười vừa hỏi lại, "Công phu Thần hành Bách biến, gì đâu?" Tôn giả bảo tại hạ biết công phu Thần hành Bách biến, ư? Ừ, mụ già đáp, "Ồ, wow, cử động của ngươi chó nhảy không ra chó nhảy." cua bò chẳng giống cua bò mà cũng gọi là thần hành bách biến được ư vì tiểu bảo ngồi dậy nói cái đó tự miệng tôn giả nói là thần hành bách biến chứ có phải tại hạ nói đâu tại hạ chẳng biết nó là thần này bách biến hay thần bò bách biến hắn từ bệnh hoạn vỗ tay cười nói người đã hiểu thần nhảy lại biết cả thần bò ha ha thú quá nhỉ hắn cúi xuống điểm vào lưng vi tiểu bảo vì tiểu bảo cảm thấy một luồng nhiệt khí nóng bỏng thấu vào trong thân thể. Hạ bàn tê trồn lập tức trở lại linh hoạt, gã đứng dậy nói, bản lãnh giải huyệt của người thật cao minh, hán tử bệnh hoạn nói, người hãy bỏ lẹ đi, bò thành trăm cách biến hóa, rồi biến thành rùa bò, cốc bò. Có như thế mới đáng gọi là, thần bò bách biến. Vì tiểu bảo đáp ta không hiểu, thần bò bách biến, nếu người biết thử bò cho ta coi hán tử bệnh hoạn nói, ta cũng không hiểu, có điều ra ra ta thường nói những bậc võ học đại sư không những chỉ học nghệ thuật của người ta mà còn phải sáng chế ra những công phu mới mẻ, dựng lên một môn phái độc lập mới xứng đáng hai chữ, đại sư. Gã quay sang hỏi ông già, ra ra ơi, tự cổ trí kim chưa từng được có môn, thần bò bách biến, phải không? Ông già cho mày lắc đầu, vì tiểu bảo lại nói, ngươi là võ học đại sư. Hiện trong thiên hạ chưa có môn võ công này, vậy ngươi nên sáng chế ra để lập thành môn phái kêu bằng thần ba môn. Gã chưa dứt lời thì bị bà già phóng cước đá vào đít một cái. Đồng thời nghe mụ quát mắng, không được nói nhăng nói càn. Mụ đưa mắt lườm nguyết cậu con, sắc mặt lộ vẻ lo âu. Mụ sợ cậu con nghe cái mồm lém lầu của thằng nhỏ rồi đòi sáng lập ra môn, thần bò bách biến, gì gì đó. Mụ không muốn con mình nghĩ đến chuyện này nữa, liền hỏi vi tiểu bảo, tên họ ngươi là chi? sư phụ ngươi là ai? Vì tiểu bảo tự nhủ võ công của hai lão yêu quái và một tiểu yêu quái, nói là trung yêu quái thì phải hơn, đều rất cao cường, lão gia không địch nổi. Người ta có câu, bậc hảo hán không chịu cái thất bại trước mắt. Vậy lão gia phải lừa gạt bọn chúng mới được. Lão gia mà giả mạo làm bằng hữu của ngô tam quế thì chắc bọn chúng không dám làm khó dễ với mình nữa. Gã liếc mắt ngó ngô chi vinh, chợt động tâm cơ, liền đáp tại hạ họ ngô tên gọi chi vinh ngoại hiệu là hiền dương người huyện cao biêu phủ dương châu còn mẹ nó chẳng bao lâu bá phụ của tại hạ là bình tây vương sẽ đánh tới bắc kinh nếu các vị đắc tội với tại hạ thì bình tây vương sẽ không nể đâu gã nói mấy câu này bằng thổ âm dương châu hai vợ chồng lão già và hán tử bệnh hoạn đều rất đổi ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau hán tử bệnh hoạn nói láo khoét bình tây vương làm gì có hạng diệt tử như ngươi vì tiểu bảo đáp, sao ngươi dám bảo ta láo khuyết Ngươi không tin thì cứ đem việc nhà bình Tây Vương ra mà hỏi. Hễ ta đáp sai một câu thì ngươi cứ việc giết ta đi là xong. Hán tử bệnh hoạn hỏi, phải lắm, ta hỏi ngươi, bình Tây Vương thích nhất thứ gì? Vì tiểu bảo đáp, ngươi hỏi thứ gì phải chăng là nói về ngươi? Người mà bá phụ ta thích nhất ngày trước là Trần Viên Viên. Sau này Trần Viên Viên lớn tuổi rồi, bá phụ ta thương yêu một mỹ nhân kêu bằng tứ diện quan âm hiện giờ lão đại nhân lại sùng ái nhất người đẹp mang ngoại hiệu, bát diện quan âm. Hán tử bệnh hoạn nói, ta hỏi người bình Tây Vương thích nhất thứ gì tức là đồ vật chứ không phải người. Vì tiểu bảo đáp bình Tây Vương có ba món bảo bối mà lão nhân gia thích nhất thì một là tấm da bạch lão hổ, hai là viên hồng bảo thạch lớn bằng quả trứng gà, ba là tấm bình phong bằng đá đại lý có vân vẽ hình lão hổ. Hán tử bệnh hoạn cười khanh khách nói, quả nhiên là người biết rõ thật hãy coi đây, hắn cởi khuy áo, tay trái nắm lấy vạt áo trường bào phanh ra ngoài để lộ tấm áo cửu bên trong. Tấm áo cửu này nền đen lông trắng, bằng da bạch hổ chế ra. Vì tiểu bảo rất lấy làm kỳ hỏi, ô hay, đây là da con bạch hổ, món bảo bối thứ nhất của Bình Tây Vương. Sao ngươi, ngươi, ăn cắp được? Hán tử bệnh hoạn tức mình đáp, sao lại ăn cắp, Bình Tây Vương đã tặng cho ta. Vì tiểu bảo lắc đầu nói, ta không thể tin được ta đã nghe tỷ phu là hà quốc tương hán tử bệnh hoạn ngắt lời hà quốc tương là tỷ phu của ngươi ư vì tiểu bảo đáp phải rồi hà quốc tương là đường tỷ phu của ta thì đúng hơn đường tỷ của ta là ngô chi phương lấy y làm chồng tỷ phu ta là một tay kiện tướng đánh quen trăm trận và là một trong mười vị đại tổng binh dưới chướng bình tây vương hán tử bệnh hoạn nói thế thì đúng rồi bình tây vương mời ra má và ta đến uống rượu ra má không đi một mình ta đến đại diện, bình Tây Vương thân hành tiếp đãi ta, cả 10 vị đại tổng binh dưới chướng lão nhân gia đều có mặt. Tỷ phu ngươi là người thứ nhất trong 10 vị này, vì tiểu bảo đã đúng thế, ngoài ra còn mã bảo đại ca, vương bình xuyên đại ca, trương quốc trụ đại ca, đều là những chiến tướng oai phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng. Hán tử bệnh hoạn hỏi, tỷ phu ngươi nói về tấm da bạch hồ này thế nào? Vì tiểu bảo cố lấy lòng hắn, liền dở giọng ba hoa, tỷ phu ta bảo, ngày trước Trần Viên Viên được bá phụ ta rất sủng ái bộng bị cảm mạo phong hàn và thùng thẳng ho, nghe người ta đồn chỉ cần lấy tấm da bạch hổ đó cùng làm chăn đắp ba ngày là hết bệnh. Trần Viên Viên liền hỏi Ngô Bình Tây Vương xin tấm da bạch hổ kia. Vì tiểu bảo nói tới đây dừng lại chờ cho hắn từ bệnh hoạn thúc dục mới kể tiếp. Bình Tây Vương bảo cho mụ mượn mấy hôm làm chăn đắp thì được, chứ không thể cho hẳn vì đó là một món bảo bối cát tường nhất thiên hạ. Trăm năm mới sản xuất ra một con bạch hổ, dù có bạch hổ cũng khó lòng đánh được để lột ra. Da bạch hổ này treo trong nhà là tà ma quỷ quái đều phải lánh xa. Người có bệnh không cần uống thuốc, chỉ dùng da bạch hổ làm chăn đắp mấy bữa là hết liền. Những người đánh bài cầu, cửa mé tả kêu bằng thanh long, cửa mé hữu kêu bằng bạch hổ. Da thanh hổ, bạch hổ đều là vật quý báu vô giá mụ già nghe gã nói trơn như cháo chảy mà việc mụ quan tâm nhất trên đời là bệnh tật cậu con. Nếu ra bạch hồ làm chăn đắp mà chị được bệnh cho hắn thì còn gì hay bằng. Tuy mụ bán tín bán nghi, nhưng rất mong sự thực như vậy. Mụ bảo hán tử, hải nhi ơi, bình Tây Vương tặng cho ngươi món bảo bối này là trang trọng lắm đấy. Ngươi dùng da bạch hồ làm áo bào cũng là thông minh lắm, nhưng nếu dùng nó trị bệnh được. Hán tử bệnh hoạn rất chán ghét nghe lời người ta nói tới mình có bệnh. Hắn cho mày ngắt lời, má má, hải nhi không bệnh tật chi cả. Sao má má còn nhắc tới làm chi? Mụ già vội cười đáp, phải rồi, phải rồi, thân hình hải nhi khác gì rồng thiêng hổ sống. Mấy người đây đều là giang hồ hảo hán còn bị ngươi xoay như trong chóng liệm như sao xa làm trò vui thú. Hán tử bệnh hoạn nổi lên chàng cười khanh khách tiếng cười khoan khoái pha lẫn với tiếng ho sổ sụ, mụ già lại nói, ban đêm lúc ngươi đi ngủ, nhớ lấy tấm áo da hồ làm chăn đắp lên người. Ngủ cho là dùng da bạch hồ làm chăn đắp mới chữa khỏi bệnh, còn làm áo bào mặc vào mình lại không linh nghiệm. Hán tử bệnh hoạn quay đầu đi không muốn nghe nữa. Ông già trò và bọn phong tế trung hỏi, những người này đều là tù hạ của Bình Tây Vương, phải không? Vì tiểu bảo nghĩ thầm, tà mạo xưng là điệt tử của lão con rùa thì không sao, nhưng bảo bọn Phong Đại Ca làm thủ hạ của Ngô Tam Quế thì nhất định không nên. Bọn họ cứng đầu cứng cổ sẽ thốt ra những lời làm tiết lột cơ quan mất. Gã liền đáp bọn họ đều là người dưới trướng của Tại Hạ. Bọn Tại Hạ nghe nói Bình Tây Vương khởi nghĩa mà phò mã và công chúa lại bị giữ ở Bắc Kinh không trốn ra được. Ngô ứng hùng ca ca và Tại Hạ đã là tình cốt nhục lại có nghĩa thâm giao. Nên Tại Hạ cùng bọn bằng hữu đây đến Bắc Kinh giải cứu y vụ này tuy nguy hiểm vô cùng, nhưng hết thầy anh em đều lấy nghĩa khí làm trọng. Cái đó kêu bằng dấn thân và dầu sôi lửa bỏng, muôn thác không từ. Bọn tại hạ đã biết rõ đó là nơi rừng đao núi kiếm cũng quyết xông pha chứ không lùi bước. Gã nói mấy câu này đầy vẻ hiên ngang khẳng khái. Ông già lầm nhầm gật đầu, chạy lại đưa hai tay quét mấy cái. Lập tức những dây cột phong tế chung đều bị đứt rời. Tiếp theo lão khẽ vỗ vào lưng mỗi người hai cái giải khai huyệt đạo bị phong tỏa cho họ. Đoạn quay sang hỏi Vi Tiểu Bảo, nếu chỉ nghe người nói mấy lời thì ta không thể hoàn toàn tin được. Vụ này quan hệ phi thường, người bảo là điệt tử của Bình Tây Vương thì có gì làm bằng chứng không? Vi Tiểu Bảo cười đáp, thưa lão gia, vụ này thật khó khăn, gia nương của tại hạ lại không đi theo, biết lấy gì để chứng minh. Thôi đánh thế này vậy, bây giờ chúng ta đến Bắc Kinh để gặp phò mã nếu phò mã bị hoàng đế bắt mất rồi thì chúng ta vào ra mắt kiến ninh công chúa. Công chúa sẽ nói cho các vị hay ngô chi vinh này là của thật không lừa già dối trẻ. Gã nghĩ rằng một khi tới Bắc Kinh thì còn sợ gì bọn này làm khó dễ nữa. Dù có dẫn chúng vào ra mắt kiến ninh công chúa thì khi đó gã mạo xưng là ngọc hoàng đại đế ở trên trời, công chúa cũng gật đầu ưng chịu. Hai ông bà già đưa mắt nhìn nhau, trầm ngâm chưa quyết định thế nào. Vì tiểu bảo sực nhó ra điều gì liền cười nói, à có rồi, trong mình tại hạ có đem theo bức gia sư của chính tay Bình Đại Vương viết ra. Nếu phong thư này để cho người khác ngó thấy thì tại hạ không tránh khỏi tội mãn môn chu lục. Nhưng các vị đã là chỗ bạn thân với Bình Tây Vương thì coi một chút cũng không sao. Gã nói rồi thò tay vào bọc lấy ra bức thư giả của cha Y Hoàng viết đưa đưa cho ông già. Ông già rút thư ra cho mọi người cùng xem vào lúc lờ mờ tối vì tiểu bảo còn sợ bọn họ không hiểu liền giải thích trảm bạch xài nhi phú đại phong là nói việc chu nguyên trương chém rắn trắng khởi nghĩa ngờ đâu gã không giải thích là hơn gã giải thích lại nói lộn thiên cố sự về lưu bang đem vào chỗ chu nguyên trương may mà hai ông bà già đang chú ý coi thư không để tâm đến gã nói gì bà già coi xong thư rồi nói thế này thì không thể sai lầm được nữa bình tây vương muốn làm hán cao tổ minh thái tổ mời y ra làm trương tử phòng Lưu Bà Ôn. Ngủ quay lại bảo ông già, nhị ca, Bình Tây Vương nói đến việc khởi nghĩa là muốn khôi phục nhà Minh, nhưng coi lời lẽ trong thư thì, hà hà, lão nhân gia lập chí không nhỏ. Ngủ liếc mắt nhìn Vi Tiểu Bảo tự hỏi, gã con nít này liệu có đáng là trương tử phòng, Lưu Bá Ôn không? Ông già chuồn thư vào bao đưa trả Vi Tiểu Bảo, miệng nói, quả nhiên ông bạn là điệt tử Bình Tây Vương, vừa rồi bọn lão phu đắc tội đã nhiều. Lúc này bọn từ thiên xuyên đã hồi tỉnh lại. Quần hùng nghe vi tiểu bảo tự xưng là điệt nhi của ngô tam quế mà đối phương cũng tin là sự thực thì không khỏi lấy làm kỳ. Nhưng ai cũng biết vi tiểu hương chủ của mình lắm mưu nhiều kế, nên đều lặng lặng không nói nửa lời. Lúc này trời đã tối mịt, mọi người đứng giữa nơi hoang dã, thỉnh thoảng lại có cơn gió lạnh thổi qua khiến cho hán tử bệnh hoạn không ngớt nổi cơn ho sổ sụp vì tiểu bảo hỏi tại hạ xin hỏi quy tính lão gia và lão thái thái mụ già đáp bọn ta họ quy miệng mụ nói mắt vẫn liếc nhìn hán từ bệnh hoạn mụ nói tiếp đêm đến nơi rồi chúng ta cần tìm nơi nào chú ngủ vậy việc khác lát nữa sẽ thương nghị vì tiểu bảo đáp giả giả vừa rồi tại hạ ở trên đỉnh núi đã nhìn thấy bên kia có khói bốc lên tất có nhiều nhà ở chúng ta tới đó ngủ qua đêm nay gã vừa nói vừa trò về phía tòa nhà lớn ở Trang Gia. Thật ra từ đây đến Trang Gia còn cách mười mấy dặm đường, lại bị núi non che lấp, làm gì nhìn thấy khói bốc được. Tên nam bộc dắt theo hai con ngựa đến để hán tử biện hoạn và ông bà già cưỡi. Ông già cưỡi một con, còn bà già và hán tử bệnh hoạn cưỡi chung một con. Ngụ ngồi phía sau hán tử, bọn vi tiểu bảo đã có ngựa riêng, ai nấy lên ngựa đăng trình. Bốn tên tùy bộc đi theo sau. Đoàn người đi được một lúc thì ngó thấy cách trang gia không còn xa mấy. Vì tiểu bảo lớn tiếng bảo song nhi, người cưỡi ngựa đi thật nhanh coi xem phía trước là thị trấn hay thôn trang. Người hãy tìm chỗ trọ rộng rãi và bảo đôn nước nóng trước để quy thiếu ra uống xâm thang. Đồng thời mọi người cũng cần nước nóng để rửa chân rồi mới ăn uống. Ta thưởng nhiều tiền bạc cho ngươi, có điều ngươi đừng tiết lộ ta là quan nha. Gã nói câu nào song nhi đáp câu ấy vì tiểu bảo lấy trong bọc ra một đỉnh bạc lớn và cả gói thuốc mê đưa cho song nhi song nhi đón bạc và thuốc rồi tung ngựa lao đi thật nhanh bà già trong bụng rất hoan hỉ nghĩ thầm vị ngô thiếu gia này đã là quan quả nhiên tai mắt rất linh mẫn con ta cần nước nóng uống xâm thăng y cũng biết vài sai người chuẩn bị chu đáo lại đi thêm mấy dặm nữa bỗng nghe vó ngựa dồn dập thì ra song nhi đã trở lại thị nói bẩm tướng công phía trước không phải là thị trấn mà cũng không phải là thôn trang. Đó là tòa nhà lớn, người ta nói những nam nhân trong nhà đều đi vắng hết, không tiện tiếp khách. Nô tài cho bạc họ cũng không nhận, vì tiểu bảo thoá mà quân này thật ngu xuẩn, cần gì họ chịu tiếp đãi hay không tiếp đãi, chúng ta cứ tới đó coi. Song Nhi đáp lại bằng một tiếng, dạ, mụ già cũng nói, bất quá chúng ta đến trọ một đêm, trong nhà họ có đàn ông hay không cũng vậy chẳng lẽ mình đến mưu tranh đoạt nhà của họ? Đoàn người tông người chạy đến trang gia, một tên nam bộc tiến lại gõ cửa hồi lâu mới thấy một mụ già ra mở. Mụ này lỗ tay ngãnh ngãng, ăn nói âm ớ, giờ đi giờ lại chỉ có một câu là trong nhà không có đàn ông. Hán từ bệnh hoạn nói, mụ than trong nhà không có đàn ông thì đây đưa bao nhiêu đàn ông đến cho, còn kêu ca gì nữa. Hắn vừa nói vừa lách mình bước qua cửa rất lẻ hắn ép mụ bộc phụ qua một bên để mọi người tiến vào ngồi trong nhà đại sành. Bà già bảo hai tên nữ bộc trương má, tôn má, các ngươi đi đun nước, nấu cơm, chủ nhà không muốn tiếp khách thì chúng ta đành tự động làm lấy vậy. Hai tên bộc nữ vâng lời đi thẳng xuống nhà bếp, một tên nam bộc theo vào làm giúp, bọn từ thiên xuyên vào trang gia rồi được vi tiểu bảo cho biết mưu cơ. Quần hùng thấy gã ôm hoa ngôn xảo ngữ dẫn dụ ba tay đại cao thủ bản lãnh cao thâm khôn lường tự chui đầu vào bẫy, ai nấy đều ngấm ngầm hoan hỉ trong lòng, liền cùng nhau ngồi xuống thềm, cách xa xa hán từ bệnh hoạn và vi tiểu bảo để khỏi bại lộ hành tung. Ông già tuy ít nói nhưng dường như rất tinh tế, lão trỏ vào ngô chi vinh hỏi hán tử này là ai, tại sao miệng y chảy máu ngoài, vì tiểu bảo đáp hắn là mệnh quan của triều đình bọn tài hạ gặp hắn ở dọc đường, sợ hắn bí mật báo cáo lên quan nha, nên phải, nên phải cắt đầu lưỡi hắn đi. Lúc Vi Tiểu Bảo rút đao chùy thủ xẻo đầu lưỡi Ngô Chi Vinh, lão giả tuy đứng cách khá xa, nhưng cũng trông thấy, trong lòng ôm mối hoài nghi. Bây giờ lão nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy, vẫn chưa tin hẳn, tiến lại trước mặt Ngô Chi Vinh hỏi, "Phải chăng ngươi là mệnh quan của triều đình?" Ngô Chi Vinh đau đến chết đi sống lại, khẽ gật đầu. Ông già lại hỏi, người biết có người sắp tạo phản định đi báo cáo. Có đúng thế không? Ngô Chi Vinh nghĩ rằng mình có chối cãi cũng chẳng được nào. Hắn chỉ mong ông già biết đường thuận nghịch, ủy kỵ quan tư, mà mình thoát nạn được chăng? Hắn liền gật đầu lia lịa. vì tiểu bảo nói, y hay tin ở phương Nam có một võ tướng trong tay nắm giữ đại quyền sắp tạo phản mà tên võ tướng đó ở họ Ngô. Nếu hắn làm phản thì nguy lắm, ông già hỏi lại Ngô Chi Vinh, có đúng thế không? ngô chi vinh lại gật đầu không ngớt ông già không ngờ ngô chi vinh nữa và đã tăng thêm vài phần tin tưởng ở vi tiêu bào lão về ghế ngồi hỏi gã ngô huynh đệ đã được vị sư phụ nào truyền dạy võ công vi tiểu bảo cười đáp tại hạ có tất cả một hai ba vị sư phụ nhưng vì mình đã ngu dốt lại lười biếng môn gì cũng không học nổi thành ra võ công kém cỏi lão già lẩm bẩm võ công ngươi kém cỏi chẳng lẽ ta lại không biết có điều về môn khinh công, thần hành bách biến, vẫn làm cho ta canh cánh bên lòng. Tùy người mới sử dụng được chút vỏ ngoài, nhưng thân pháp, bộ pháp thì đúng là môn khinh công thượng thừa về thần hành bách biến, không còn nghi ngờ gì nữa. Lão liền hỏi tiếp huynh đệ họ môn khinh công của vị nào? Vì tiểu bảo bụng bảo dạ, lão gặng hỏi ai dạy mình môn khinh công thì nhất định có mối thù với sư phụ hoặc sư thái của ta, vậy ta không thể nói ra được. Lão cùng phe đảng với ngô tam quế. Chắc là có mối giao tình với bọn Lạt ma bên Tây Tạng. Gã nghĩ vậy liền đáp, có một vị Lạt ma tên gọi Tăng Kết, hồi ở trong công Ngũ Hoa gặp tại Hạ. Lão NS6N ra bảo võ công tại Hạ còn non nớt quá không thể chống chọi với ai được, nên học cách đào tẩu là hơn. Rồi lão dạy tại Hạ mấy bữa, tại Hạ luyện tập rất đổi cực nhọc, ngờ đâu gặp phải lão công công, lão bà bà nhất là quy thiếu gia đã thân trắng lực cường lại tinh thần mau lẻ thành ra môn đào tẩu của tại hạ chẳng thấm vào đâu. Bà già nghe gã ca ngợi con mình thân tráng lực cường, tinh thần lanh lẹ thì trong lòng khoan khoái hơn cả bất cứ câu tân bốc nào khác. Bất giác mụ mặt mày hớn hở, liếc mắt nhìn cậu con luôn mấy cái. Nỗi hân hỉ lộ ra ngoài mặt, mụ nói nhị ca, mấy bữa nay dường như tinh thần hài nhi thêm phần trắng kiện. Ông già gật đầu, nhưng lão thấy con ngồi tựa trên ghế nửa phần như tỉnh, nửa phần như mê thái độ cực kỳ ủy mị lão không khỏi bồi hồi trong giả lão ngó vì tiểu bảo nói té ra là thế vậy thì phải rồi bà già hỏi làm sao tang kết lại hiểu được khinh công của thiết kiếm môn ông già đáp ngọc châu tử ở thiết kiếm môn có qua ở bên tây tạng một thời gian khá lâu bà già nói à phải rồi đúng rồi đúng là sư đệ của mộc tang đạo trường đã truyền khinh công cho người hồi ở tây tạng mụ quay sang hỏi song nhi tiểu cô nương cô học võ công ở vị nào hai vợ chồng lão già chăm chú nhìn thẳng vào mặt thị dường như vị sư thừa của thị đối với hai người này có quan hệ cực kỳ trọng đại song nhi bị hai người ngó dữ quá trong lòng không khỏi hoang mang ngập ngừng đáp tiểu nữ tiểu nữ hồi hai trăm trước linh sàng đại nhân đền tội thị không quen nói dối trong lúc thẳng thốt không biết đáp thế nào cho phải thành ra ấp úng mãi không thốt lên lời vì tiểu bảo đỡ lời, thị là người hầu của tại hạ và cũng được tang kết lạt ma chỉ điểm võ công. Vợ chồng ông già lắc đầu đồng thanh nói, nhất quyết không đúng, vẻ mặt hai người cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này hán tử bệnh hoạn đột nhiên nổi cơn ho. Hắn ho mỗi lúc một thêm dữ dội. Bà già vội lại khẽ đấm lưng cho hắn. Ông già đào mắt nhìn hắn đầy vẻ băn khoăn. Hai tên nữ bộc bưng xâm thang và nước nóng lên đứng trước hắn từ chờ hắn ngừng cơn ho trầu trực cho hắn uống xâm thang xong rồi mới rót nước trà cho mọi người. Cả bọn từ thiên xuyên cũng được mỗi người một chén. Ông già uống nước trà xong muốn hỏi lại song nhi nhưng thị đã vào hậu đường rồi. Đột nhiên lão đứng dậy hỏi tôn má, người lấy nước nóng ở đâu pha trà? Vì tiểu bảo giật mình kinh hãi, chống ngực đánh thình. Gã la thầm, hỏng bét, hỏng bét, lão bất từ này biết chuyện rồi. Tôn má đã chính nô tỳ cùng trương má tự tay đun lấy. Ông già hỏi lấy nước ở đâu? Tôn má đã lấy nước ở trong lu để gần nhà bếp. Trương má cũng nói theo bọn nô tỳ đã coi kỹ. Nước trong nhà rất sạch sẽ. Ngủ chưa dứt lời thì huyệt huyệt hai tiếng vang lên. Hai tên nam bộc té lăn xuống đất ngất xỉu. Bà già nhảy lên trồm trồm. Người lảo đảo vừa đưa tay lên bóp đầu la. Trà có chất độc, trà có chất độc. Bọn từ thiên xuyên chưa uống, thấy vậy đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi đều lăn cành, giả vờ xỉu đi. Những chén trà rớt xuống đất loàng xoàng vì tiểu bảo cũng la lên một tiếng, úi trao, rồi té lăn xuống đất nhắm mắt lại. Lại nghe Trương và Tôn Mã đồng thanh, bọn nô tỳ tự tay mình đun nước và chẳng có một ai vào bếp. Ông già nói, người ta bỏ chất độc vào lu nước từ trước rồi. Lão quay lại hỏi con, Hải Nhi có thấy gì không? Hán tử bệnh hoạn đáp, không sao cả, không hắn chưa dứt lời đã nghẹo đầu ngất xỉu. Tôn má nói, sâm thang không có đổ nước ngoài vào. Bọn nô tỳ để cách thủy hâm nóng rồi bưng ra ngay. Ông già nói, dù để cách thủy thì hơi nước cũng hòa lẫn vào được. Bà già nói, đúng, đúng, Hải Nhi thân thể đã hư nhược mà, mà, mụ lại sờ chán hán tử, tay mụ không ngớt run lên. Ông già công lực thâm hậu, miễn cưỡng vận nội lực để áp chế dược lực trong bụng không cho phát tán ra khắp cơ thể. Lão nói, đi lấy hai thùng nước lạnh lên đây cho lẻ. Tôn má trương má không uống trà nhưng ngó thấy tình trạng này, trong lòng cũng hoang mang kinh hãi. Hai mụ cuống quýt chạy vào nhà trong. Bà già nói, trong nhà này có điều quái gì? Mụ không mang binh khí, liền cúi xuống rút thanh yêu đao, cài ở sau lưng tên Nam Bộc. Nhưng vừa cúi đầu thấy trời xoay đất chuyển, không đứng vững được nữa, lảo đảo người đi rồi té nhau tay mụ đã sờ vào chuôi dao mà không đủ sức rút ra nữa. Ông già chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy hai tên nữ bộc đem nước lạnh ra, liền biết ngay địch nhân ẩn nấp trong hậu viện. Hai tên nữ bộc tất bị chúng giữ lại rồi. Lão cảm thấy đầu óc mỗi lúc một thêm trầm trọng, mí mắt nặng chịu chỉ trực nhắm lại. Lão biết nếu mình không mất đi thì cả nhà bảy người đành để địch nhân muốn băm vằm mổ xả thế nào cũng được. Lão đang cố gắng trông đỡ thì đột nhiên nghe tiếng bước chân vang lên một lũ người từ nội đường chạy ra dưới ánh đèn đuốc ông già còn chập chờn nhìn thấy toán người này toàn là đàn bà con gái mặc áo trắng lão quát lên một tiếng thật to vông trưởng đánh mạnh ra bỗng nghe ối lên một tiếng một người bị trưởng phong đánh chúng bay đi ông già vận kinh lực chất độc phát tác càng lè mắt lão nhảy đom đóm hai chân nhùn ra phải ngồi xuống ghế lão còn phẳng phất nghe tiếng nữ nhân la ô hay rồi bất tỉnh nhân sự bọn từ thiên xuyên nằm dưới đất đều hé mắt dòm trộm thấy song nhi dẫn một lũ đàn bà tới. Ông già trúng thuốc mê rồi mà phát trưởng phóng ra mãnh liệt kinh người, hất một thiếu nữ bay xa hơn trưởng, lại làm gãy tan một cái ghế. Quần hùng đều lớn tiếng hô hoán, nhảy vọt đến trước mặt ông già thì lão vừa lăn ra ngất siêu. phong tế trông sợ lão giả vờ, liền phóng tay điểm vào ba chỗ huyệt đạo lão. Đoàn y quay lại điểm huyệt bà già và hán từ bệnh hoạn vì tiểu bảo sướng quá nhảy lên cười ha hả miệng reo chàng tam thiếu nhưng tam thiếu nhưng mạnh giỏi chứ gã vừa hô vừa tiến về phía một thiếu phụ mặc áo trắng khom lưng hành lễ thiếu phụ kia chính là tam thiếu nhưng ở trang gia nàng vội vàng đáp lễ nói vì thiếu gia thiếu gia bắt được kẻ thù chẳng đội trời chung của gia đình tiện thiếp thật không biết lấy gì đền đáp cho phải thế mới biết thượng đế có mắt khiến bọn tiện thiếp trả được mối hận lớn vì thiếu gia mời thiếu gia vào ra mắt gai sư nàng dẫn gã đến trước mặt một phụ nữ mặc áo vàng phụ nữ này đang nắn bóp cho thiếu nữ chịu đòn đánh của lão già bị thương ở sau lưng thị huệ lên mấy tiếng thổ ra một bóng máu tươi lát sau thị lại thổ máu tươi lần nữa người đàn bà áo vàng mỉm cười nói thế là không lo gì nữa thanh âm rất biền truyền lọt tai vì tiểu bảo thấy mụ có vẻ nhiều tuổi mà thanh âm chẳng khác gì một thiếu nữ đầu đội một chiếc kim hoàn, đi chân không, thắt dây lưng thiêu hoa. Cách ăn mặc thật là kỳ dị. mái tóc mụ đã bạc phơ mà khuôn mặt vừa trong trẻo vừa non nớt. chỉ có khoe mắt là đã nhiều vết nhăn. mụ bao nhiêu tuổi khó mà đoán được. coi mớ tóc trên đầu mụ thì mụ phải là ngoài sáu chục nhưng nhìn rong mạo mới trên dưới ba mươi. vì tiểu bảo nghĩ đến mụ đã là sư phụ của tam thiếu nhưng thị mình phải kính trọng. gã liền quỳ xuống dập đầu nói: bà bà tỷ tỷ vì tiểu bảo làm lễ khấu đầu mụ áo vàng cười hỏi nhỏ kia người kêu ta bằng gì vì tiểu bảo đứng dậy cười đáp thái thái là sư phụ của tam thiếu nhưng tiểu tử phải xưng hô là bà bà nhưng coi tướng mạo thái thái nhiều lắm mới hàng tỷ tỷ của tiểu tử vì thế tiểu tử kêu thái thái bằng bà bà tỷ tỷ bà kia cười khanh khách hỏi lại nhiều lắm mới vào hàng tỷ tỷ của ngươi ư chẳng lẽ còn có thể vào hàng muội muội của ngươi nữa chăng vì tiểu bảo đáp, giả tỷ bà bà đứng cách tường lên tiếng, tiểu tử chỉ nghe thấy âm thanh chứ không nhìn rõ người, thì không chừng đã kêu bằng bà bà muội muội rồi. Mụ kia thích thú cười run cả người lên, mụ vừa cười vừa nói, thằng này mồm miệng lém lẩu thật dễ thương, nguyên cái miệng ngươi đã đủ làm cho người ta hoan hỉ. Thảo nào đến bậc đại anh hùng như quy sư bá của ta cũng mắc bẫy ngươi. Mụ vừa nói câu này ra cửa miệng, mọi người đều giật mình kinh hãi. Vì tiểu bảo trò vào ông già kia hỏi, vị lão công này là, sư bá của, bà bà tỷ tỷ ư. Ngủ cười đáp, chứ còn gì nữa, ta xa cách lão nhân gia đã bốn chục năm không được gặp mặt. Ban đầu ta không nhận ra, sau lão nhân gia động thủ ra chiêu, vân hành tần linh, uy mãnh phi thường, ở Trung Nguyên không còn người thứ hai nào, ta mới biết chính là quy sư bá. Vì tiểu bảo ngập ngừng kinh hãi hỏi, lão nhân gia đã là người trong một nhà thì biết tính sao bây giờ? bà kia lắc đầu đáp, ta cũng chẳng biết làm thế nào. Sư phụ ta mà hay chuyện này thế nào cũng trách mắng đến chết người. Bà thấy mấy tên bộc phụ đã cầm dây thừng đứng bên đợi, liền cười nói, nếu người muốn trói lão nhân ra thì ra lệnh đi. Vụ này không liên quan gì đến ta, bảo trói sư bá thì ta không dám, nhưng nếu không trói mà lão nhân ra hồi tỉnh thì ta đánh không lại đâu. Tiểu đồ đệ, tiểu đệ đệ liệu địch nổi lão nhân ra không? Vì tiểu bảo cả mừng cười đáp tiểu tử lại càng không địch nổi. Gã biết bà nói vậy là muốn thoát khỏi mối liên quan chứ không phải có ý bênh vực sư bá. Gã nhìn bọn từ thiên xuyên nói mấy người này cùng phe đảng với ngô tam quế, chẳng phải là hảo nhân. Vậy thiên địa hội chúng ta hãy cột lão lại, vụ này là hành động của chúng ta, chẳng liên can gì với bà bà tỷ tỷ. Bọn từ thiên xuyên vừa bị hán từ bệnh hoạn đùa giỡn trêu cợt gây nên mối đại nhục chưa từng có trong đời người đã nghiến răng căm hận từ trước. Bây giờ các vị nghe vi tiểu bảo nói vậy liền cầm lấy dây thừng trói gô lão già, mụ già, hán tử bệnh hoạn cùng bốn tên nam nữ nô bộc lại. Bà già áo vàng hỏi, sao sư bá ta lại cùng phe đảng với ngô tam quế? Các ngươi làm thế là nghĩa gì? Vi tiểu bảo liền đem tình hình gặp ông già này ở phản điếm trong trường hợp nào? Lão đã đùa dẫn bọn từ thiên xuyên làm sao? Lược thuật lại một lượt gã còn nói võ công của hán tử bệnh hoạn cực kỳ lợi hại, bao nhiêu người hiện diện ở đây đều không phải là địch thủ của lão. bà kia nói tính mạng của quy tiểu sư đệ đành để sư phụ ta giải cứu. y mắc bệnh hoạn nặng từ tuổi nhỏ cho đến bây giờ vẫn chưa khỏi. y là bản mệnh của vợ chồng quy sư bá đó. bà đưa mắt nhìn ông già nói tiếp quy sư bá là người chính phái, sao lại vào phe đảng với tên đại hán gian ngô tam quế? nếu quả đúng như vậy thì sư phụ ta không thể phiền trách ai được. Hà hà, nghe giọng bà nói thì dường như bà rất sợ sư phụ. Vì tiểu bảo đác ai giúp đỡ ngô tam quế thì người nào cũng có quyết giết đi. Lệnh sư mà biết vụ này, chắc còn ca ngợi bà bà tỉ tỉ không ngớt. Mụ áo vàng cười hỏi, thế ư, mụ liếc mắt ngó ông bà già một lát rồi đến sờ mũi để nghe hô hấp của hán từ bệnh hoạn. Mụ hỏi, tam thiếu nhưng. Phi sư bá ta hồi tỉnh nhất quyết sẽ nổi lôi đình mà chúng ta lại chẳng thể giết được lão nhân ra được bây giờ đánh thế này vậy bọn chúng ta bỏ đi là hơn để mặc các vị ở lại có thế thì vĩnh viễn các vị mới không thể khám phá ra được ai đã cột họ người tính như vậy có ổn không tam thiếu nhưng đát sư phụ đã dạy thế thì cứ làm như vậy là được nhưng nàng nghĩ tới ở đây lâu ngày nay bỏ đi một cách đột ngột trong lòng không khỏi ngần ngơ quyến luyến hơn nữa chuyển vận đồ đạc trên cư không phải chuyện dễ dàng, nên nét mặt nàng lộ vẻ băn khoăn, thở than. Một bà già mặc áo trắng ngoài sáu chục tuổi lên tiếng đã bắt dược kẻ thù, vậy chúng ta đem tế điện các vị tướng công rồi phần hóa linh vị đi. Tam thiếu nhưng đã bà bà dậy phải lắm, mọt người đều lôi ngô chi vinh đến trước linh tòa quỳ xuống. Tam thiếu nhưng lấy trên bàn thờ một bộ sách đưa tới trước mắt ngô chi vinh hỏi, ngô đại nhân, bộ sách này là sách gì? đại nhân có nhận ra không ngô trì vinh đã thuộc lộc cuốn sách này vừa ngó thấy hình thù dày mỏng đã nhận ra ngay là cuốn minh sử nhỏ nó mà hắn đặng thăng quan phát tài hắn lại nhìn dấu kiềm quả nhiên thấy bốn chữ minh thư tập lược liên gật đầu luôn mấy cái tam thiếu nhưng lại hỏi đại nhân coi kỹ lại những bài vị trên bàn thờ thử xem có nhận được là những ai không Ngô Chi Vinh chú ý nhìn các dòng chữ trên các bài vị thì thấy đề danh tự các vị trang doãn thành, Lý Lệnh Chiết, Trinh Duy Phiên, Lý Hoán, Vương Triệu Trinh, Mao Nguyên Tích. Cả thảy hơn 100 bài vị đều là những tên chết về vụ án, minh sử, mà ngày trước hắn đã bí mật báo cáo rồi bị triều đình sư tử. Ngô Chi Vinh mới coi được 8, 9 tên hồn vía đã lên mây. Hắn bị cắt đầu lưỡi, máu chảy không ngớt, ba phần người đã chết mất hai bây giờ toàn thân hắn nhổn ra, ngồi việt xuống đất, run lẩy bẩy không ngớt. Tam thiếu nhưng nói, vì ngươi mưu đồ công danh phú quý mà làm chết hại bao nhiêu người. Liệt vị tướng công đây không bị chết vì đầy ải trong chốn ngục tù thì cũng bị tội lăng trì, hứng chịu ngàn đao xẻo cắt mà thác. Nếu chúng ta không may nhờ ơn sư phụ giải cứu thì cũng chung một số phận với các vị đây. Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp nếu bữa nay chỉ chém một đao cho ngươi chết liền thì ra phúc đức cho ngươi quá có điều bọn ta không phải là những người hành động tàn nhẫn dã man người muốn chết một cách yên lành thì tự tử cũng được nàng nói rồi giải khai huyệt đạo cho ngô chi vinh lại liệm thanh đoạn đao xuống trước mặt hắn đánh choang một tiếng ngô chi vinh toàn thân run bần bật thò tay ra lượm đao lên nhưng hắn là phương tham sinh quý tử làm gì có đủ dũng khí để tự sát đột nhiên hắn xoay mình muốn đứng dậy chạy trốn ra khỏi linh đường xong hắn ngó thấy mấy chục người đàn bà bận áo trắng đang đứng trước mặt cản đường. Hắn chỉ ú ớ được mấy tiếng ở trong cổ họng rồi ngã vật ra, dẫy đành đạch mấy cái, đoạn nằm yên không nhúc nhích. Tam thiếu nhưng lật mình ngô chi vinh lên gã đã ngừng thở, mặt đầy máu tươi, hai mắt trợn ngược, coi rất khủng khiếp. Nàng nói, ác giả ác báo, thế là tên gian tặc đã đền tội rồi. Nàng quỳ xuống trước linh vị tòa nói tiếp thưa liệt vị tướng công nay đã trả được mối đại thù liệt vị các vị có linh thiêng thì từ đây siêu sinh tĩnh độ, phiêu diêu miền cực lạc. Quần nữ nằm phục xuống đất khóc hòa lên, vì tiểu bảo cùng quần hùng trong thiên địa hội cũng đứng trước linh vị tòa hành lễ. Mụ áo vàng đứng một bên, cặp lông mày hơn nhăn lại, chẳng hiểu mụ đang nghĩ tâm sự gì. Quần nữ khóc lóc một hồi lâu rồi quay sang nhìn vi tiểu bảo khấu đầu để tạ ơn gã đã bắt cửu nhân đến cho. Vì tiểu bảo vội cúi đầu đáp lễ nói, chút việc nhỏ mọn này phòng có chi đáng kể mà các vị phải khách khí. Nếu các vị còn kẻ thù khác xin nói cho hay, tại hạ đi bắt chúng đem về đây cho các vị xử trí. Tam thiếu nhưng đáp gian tặc ngao bái đã do vi tướng công ra tay hạ sát. Ngô Chi Vinh cũng do vi tướng công bắt đem về đây xử tử. Thế là mối đại cừu của bọn nô tài đã trả được một cách đầy đủ. Hiện không còn một cừu nhân nào khác vì tiểu bảo nói, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, quần nữ thu thập bài vị, phóng hỏa đốt linh tòa. Mụ áo vàng thấy quần nữ thu xếp đồ tế nguyền của riêng Tây hồi lâu không ngớt, mụ nóng ruột không chờ được liền ra coi những người bị bắt. Vì tiểu bảo cùng quần hùng thiên địa hội cũng theo mụ đi ra thấy ông già, bà già và hán tử bệnh hoạn đều chưa hồi tình. Mụ áo vàng cười nói, chú nhỏ kia, có muốn hạ độc hại người cũng nên học cho thật giỏi. Vì tiểu bảo đáp giả giả, vãn bối lâm vào tình trạng bất đắc dĩ mới phải đánh thuốc mê người ta. Võ công bọn họ cao thâm đến trình độ không thể lường được. Nếu vãn bối không ủng ngụy kế tất bị họ chặt đầu. Thủ đoạn đê hèn này thật khiến cho anh hùng hào hán trên trốn giang hồ khinh mạn vô cùng. Vãn bối biết mình sai quấy, lần sau không dám thế nữa. ngũ áo vàng tùm tìm cười hỏi sao lại bảo là thủ đoạn đê hèn, giết người cầm đao đâm chết là giết người, phóng quyền đâm chết cũng là giết người. Hạ độc thủ làm cho mất mạng ha không phải là thủ đoạn giết người. Tại sao anh hùng hảo hán trên trốn giang hồ lại khinh mạn cách này? Hừ, ai cầu họ kính trọng hay khinh mạn, tỉ như Ngô Chi Vinh bí mật báo cáo triều đình về pho minh sư làm chết hàng trăm, hàng ngàn mạng người mà hắn có dùng thuốc độc, chẳng lẽ coi hắn là hảo nhân được chăng? Mụ nói bấy nhiêu lời khiến cho vi tiểu bảo nức lòng hời giả gã đáp bà bà tỷ tỷ, bà bà tỷ tỷ nói vậy đúng quá, ngày còn nhỏ vãn bối liệng vôi bột vào mắt địch nhân để giúp bạn trong cơn nguy cấp, cứu y khỏi mất mạng. Vậy mà y bảo vãn bối dùng thủ đoạn quá ư đê hèn rồi cầm roi đánh vãn bối một trận như đòn. Đáng tiếc lúc ấy bà bà tỷ tỷ không hiện diện tại trường để cho y một bài học đích đáng. Ngụ áo vàng nói nhưng ngươi hạ độc ra hại quy sư bá của ta, ta cũng phải đánh ngươi một trận như đòn. Vì tiểu bảo vội cãi, ban đầu vạn bối có biết lão là sư bá của bà bà tỷ tỷ đâu. Đã không biết là không có tội. Mụ áo vàng hỏi, giả tỷ ngươi biết rõ là sư bá ta, nhưng lão nhân gai sắp chặt cổ ngươi, mà trong tay ngươi lại có thuốc độc thì ngươi có hạ thủ không? Vì tiểu bảo cười hi hi đáp đã, đã lâm vào tình trạng tính mạng treo trên đầu sợi tóc, vãn bối đành là đắc tội, chưa biết làm sao mụ áo vàng mỉm cười nói, ngươi quả là đứa trẻ thành thực với ta. Người ta định giết ngươi thì có lý nào ngươi không muốn hạ sát người ta trước? Ta phải cho ngươi ăn đòn một trận chỉ vì ngươi ngu quá, không biết đường hành động. Người ta đây là, thần quyền vô địch, quy tân thụ, thường kêu bằng quy nhị gia một đấng anh hùng khét tiếng giang hồ. Công lực của lão nhân gia cao thâm không biết đến thế nào mà kể. Vậy mà ngươi chỉ dùng thứ mông hãn dược tầm thường để đối phó với lão nhân gia thì có khác gì cho người ta ăn ớt. Vì tiểu bảo lấy làm kỳ, ngập ngừng đáp nhưng lão, lão, mũ áo vàng ngắt lời, người định hòa thuốc mê vào nước trà. Nhưng người ta là một tay lão luyện giang hồ đã tám chục tuổi, có lý đâu lại hồ đồ cứ thấy trà là uống liền. Đây là tuồng trẻ nít của lưu manh trong hắc điếm, chỉ có thể đánh lừa được hạng khách trọ khờ khảo còn dùng độc đối với nhân vật giang hồ thì phải dùng thủ đoạn hạng nhất. Vì tiểu bảo vừa kinh hãi vừa mừng thầm, gã đoán được vài phần liền nói, té ra, té ra bà bà tỷ tỷ đã hay thứ thuốc độc hạng nhất vào. Mũ áo vàng đáp, đừng nói bậy, ta không thay đổi chi hết, đây là bọn quy sư bá tự nhiên mang lụy, sư bá nhức đầu, choáng váng, rồi xỉu đi, cái đó không liên can gì đến ta, một hán tử mắc bệnh trầm trọng, hai ông bà già ngoài tám chục tuổi đột nhiên té xỉu chẳng có chi lạ. Miệng mụ nói rất nghiêm nghị, nhưng khóe mắt lộ ra những tia đùa cợt. Vì tiểu bảo biết mụ sợ sau này sư bá hiểu chuyện sẽ trách mắng mụ, nên mụ không nhận mình đã nhúng tay vào. Trong lòng rất kính phục mà lại ý hợp tâm đầu với mụ áo vàng, gã quỳ mọp xuống, dập đầu nói, bà bà tỷ tỷ, vãn bối bái bà bà tỷ tỷ cầu làm sư phụ, xin bà bà tỷ tỷ tu vãn bối làm đồ đệ trước hết vãn bối hãy hô một câu, sư phụ tỷ tỷ. Mụ áo vàng cười khanh khách đưa tay ra đỡ lấy dưới cầm gã. Vì tiểu bảo thấy dưới cầm là một vật cứng ngắc, chứ không phải là bàn tay người. Gã ngó xuống, bất giác giật mình kinh hãi. Nguyên gã nhìn thấy dưới cầm mình những cây sắt đen xì đầu nhọn hoắc, lấp loáng có ánh sáng. Mụ áo vàng cười nói, ngươi coi kỹ đi. Mụ dùng tay trái vén tay áo bên phải lên để lộ làn da cánh tay trắng như tuyết. Nhưng bị đứt tay từ cổ tay, bàn tay không còn nữa và mụ đã dùng bàn tay sắt lắp vào. Mụ áo vàng lại nói, ngươi muốn làm đồ đệ ta cũng chẳng khó gì, chỉ cần ngươi chặt bàn tay đi để làm bàn tay sắt lắp vào. Nguyên mụ áo vàng này là giáo chủ Ngũ độc giáo tên gọi là Hà Thiết Thủ, ngày trước đã lừng danh thiên hạ. Sau Hà Thiết Thủ bái viên Thừa Chi làm sư phụ mới đổi tên là Hà Địch Thủ. Từ khi nhà Minh mất ngôi rồi mụ theo viên Thừa Chi ra hải ngoại, Mười năm trước đây, ngũ vâng mệnh vào trung nguyên hành động, ngẫu nhiên cứu được 8 quả phụ trong nhà tam thiếu nhưng ở trang gia rồi truyền cho bọn họ một chút võ nghệ. Chuyến này mụ trở lại vừa đúng lúc song nhi cầm mông hãn được tới nơi. Mụ hỏi rõ đầu đuôi biết bản lãnh đối phương đã cao cường như vậy thì thứ mông hãn dược tầm thường chẳng ăn thua gì với họ. Mụ liền lấy một chút thuốc khác bỏ vào lưu nước.